chương 81 Chẳng phải một đạo đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một tim tim rất ngoan tiến vào văn phòng Một thân áo khoác màu đen cũng che giấu không được cái kia trương tiên mỹ mặt Người đồng phục rất nhanh đã tới rồi Lý lão sư nói một câu như vậy sau Đem một vài bài thi cùng bài tập sách đưa cho nàng Một tim tim nhìn xem Hai đầu lông mày sẽ không quá hỉ những thứ này đều là ta tìm ra một ít năm gần đây trụ cột tiến hành theo chất lượng đề người lấy về luyện thật giỏi nhất luyện lý lão sư lời nói thấm thía ta không quá có hứng thú một tim rất trắng ra không có việc gì cái này học học đi tóm lại sẽ có hứng thú lý lão sư giúp đỡ dưới kính mắt có thể dùng hòa ái dễ gần để hình dung ai vì để cho một tim tim ưa thích học tập hắn cũng là dốc hết tâm huyết a lúc trước ba ba của nàng cũng đã nói tại học tập phương diện hắn thân làm lão sư là muốn tốn nhiều chút tâm một tim tim đã minh bạch cái này lý lão sư là hạ quyết tâm đau đầu gật đầu tiếp nhận lý lão sư đưa tới bài thi cùng bài tập cuốn hướng ngoài cửa đi cùng một tư xác nhận về sau trương lão sư vô cùng nhận định tám phần chính là kinh thành đến cảnh sát lầm cho nên trong nội tâm đối với một tim tim cái loại này vi diệu không khỏe cảm giác cũng không có. Mắt nhìn Lý Lão Sư, thoại Lý Hữu Thoại, Lý Lão Sư, có đôi khi, đối đệ tử quá rộng cho cũng không phải một chuyện tốt, dù sao, bọn hắn hay là đệ tử, nhiều ít hay là trông coi chút tốt. Lý Đức nghe vậy, mắt nhìn Trương Lão Sư, không có lên tiếng, chẳng qua là trong nội tâm nghĩ đến, như thế nào đem Trương Lão Sư xin lỗi chuyện này lại thành công mang lên mặt bàn đến làm người muốn giảng thành tính, đối phương không nhớ rõ, hắn thì có tất yếu nhắc nhở. Một bên mặt khác vài tên lão sư cũng không nghĩ tới trải qua vừa rồi cái kia một phen, Trương lão sư còn có thể nói chuyện như vậy, lập tức quét mắt một tim tim sau, lẫn nhau liếc mắt nhìn, cảm thấy có chút hiểu. Không có việc gì, đều là chút tri thức bàn vận công, chủ yếu vì đệ tử tốt là được. Hữu tâm nhanh miệng lão sư, hay là muốn dĩ hòa vi quý. Ôi chao nói chuyện này để làm gì người ta lý lão sư quan hệ tốt luôn có thể nổi tiếng ngươi xem ban bảy mặc dù nói tổng thể kế cuối có thể toàn bộ cấp đệ nhất cùng thứ hai ngay tại bọn hắn lớp học đâu cái này không đừng ban tìm cách không xuất ra điều thứ hai con đường riêng đại đề liền bọn hắn ban làm ra đã đến cũng là quả nhiên nhân mạch tốt thật là tốt a à. lời này nghe nghe liền chua chát đang muốn cất bước đi ra cửa một tim tim chợt đưa tay nắm khung cửa ngừng thời gian dần qua, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trương lão sư trên người, thanh âm không nhẹ không nặng, không phải là một đạo đề. Cái này thanh mềm đậm đặc êm tai, làm cho người ta không tự giác đi nên xem nàng. Sau đó, có vài tên lão sư tại lắc đầu. Cái này thành tích không tốt coi như xong, còn một bức ta cái gì đều bộ dạng, thật đúng là được cờ thưởng liền nhẹ nhàng. Hiện tại có đệ tử, thật sự là không hiểu được điệu thấp cũng không hiểu được thu liễm. Một tim tim, ngươi trước hồi giáo phòng A, lý lão sư đối với một tim tim lắc đầu, là ở vì tốt cho nàng. Một tim tim lại đột nhiên khẽ cười cười. Ngũ quan xinh xắn giống như hoa nhiễm xuân chóng mặt. Nàng lại đi vào, trực tiếp đứng ở trương lão sư bên người, khoát tay, hết sức nhỏ như hành tây đoạn ngón tay tại trương lão sư trên mặt bàn miễn cưỡng gật, rất tùy ý, ra cái đề A, làm không được, ta xin lỗi ngươi trương lão sư nhìn xem một tim tim có gan bị tức phẫn nộ tới cực điểm mà ngược lại bình thản cảm giác làm ra đã đến phiền toái ngươi lại nhớ rõ chỉ điểm chúng ta toàn lớp đạo đạo xin lỗi sự tình như thế nào một tim tim thanh âm rất mềm rất nhu có thể nhổ ra chữ lại từng chữ từng chữ thuận lợi liền niết trong lòng người một cổ tranh giành mạnh uy hiếp trương lão sư một bức bất đắc dĩ cười một tim tim đồng học ngươi như vậy có tự tin là tốt nhưng một tim tim con mắt trong suốt quét qua, ngón tay chỉ một trương bài thi phía trên, rất trực tiếp, vậy đạo này a à, suyệt. Vài tên lão sư theo một tim tim ngón tay vừa nhìn, lập tức thổn thức. Đây là bọn hắn đang nghiên cứu cuối tháng cuộc thi đề mục, cái này đề mục mực có chút tranh luận, đến nay còn không có một cái tiêu chuẩn nhất đáp án, các sư phụ cũng nhức đầu lắm. Lý lão sư sắc mặt khẽ biến, vừa muốn ngăn cản, trương lão sư lại một bức hòa khí gật đầu một tim tim đồng học có tự tin là tốt, muốn làm đạo này đề liền làm A, à, lời nói, nói là được tương đối xinh đẹp. Một tim tim cũng không nói cái gì, trực tiếp liền lấy khởi một bên một cây viết, ở đằng kia đạo đề phía dưới lưa thưa xoát xoát đã viết đứng lên. Trương lão sư cùng khác vài tên lão sư lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên lý lão sư nhéo nhéo mi tâm, trong nội tâm tự tại suy nghĩ, trong chốc lát như thế nào cho một tim tim hòa giải, vẫn không thể bị thương một tim tim lòng tự trọng. Cái này còn không có nghĩ ra pháp đến đâu, chỉ thấy một tim tim đem bút nhẹ nhàng vừa để xuống, hay là rất tùy ý ngoan yên tĩnh bộ dáng, tốt rồi. Đưa cho Trương lão sư. Nhanh như vậy. Trương lão sư hoảng mắt vừa nhìn, ngược lại là tràn ngập a. À. Chữ thật đúng là đủ xấu. Trương lão sư đầu đi phía trước duỗi chút, tiếp theo trong nháy mắt, ý tứ hàm xúc không rõ cười liền cứng lại rồi một bên cũng gom góp tới lão sư lập tức nhẹ ti một tiếng, rồi sau đó có chút kích động, đúng vậy, nói như vậy, cái này biểu thức số học kết quả là không có gì nghĩa nha. Nghe lời này, mặt khác vài tên lão sư cũng vây quanh tới đây, trong khoảng thời gian ngắn, liền dấn thân vào đến đề mục tranh luận trong. Lý Đức đứng ở một bên, làm gương sáng cho người khác, nhưng là vẻ mặt mộng. Sau đó liền chứng kiến một tim tim lại có chút bất đắc dĩ ông lấy hắn vừa rồi cho nàng những cái kia đề cùng bài tập sách rất yên tĩnh tiêu sái ra phòng học đi đến một nửa lúc lại dừng lại quay đầu lại đối với còn không có tiếng vào trạng thái trương lão sư nhẹ nhàng nhu nhu đúng rồi trương lão sư đừng quên đang tại toàn trường thầy trò mặt hướng chúng ta xin lỗi ơ trương lão sư sắc mặt có chút trắng bệch một tim tim rời đi mỉm cười không mang đi một đám mây màu trong văn phòng vừa rồi nhìn xem cái này đề thảo luận được kích động các sư phụ giống như lúc này mới nhớ tới, cái này đề là một tim tim làm được. Là cái này toàn bộ cấp linh phân kế cuối một tim tim làm được. Hồi giáo phòng trên đường, tần tử ngư có chút phiêu. Nàng vừa rồi một mực ở bên ngoài phòng làm việc mặt chờ chưa tiến vào, nhưng là, bên trong chuyện đã xảy ra nàng cũng biết. Trung tan học thanh lúc này vang lên, quân tiểu phỉ vội vàng đã chạy tới, lão đại, lão đại, thế nào ta nghe tiểu ninh nói không thể không chuyện ư vì cái gì các ngươi còn không có hồi giáo phòng đến tần tử ngư chậm ung dung nhất lên suy nghĩ ra nhìn xem tiểu phỉ sau đó đi lên liền bóp nàng mượt mà mặt. tiểu phỉ lập tức khoa trương kêu thảm thiết đau a à, đau a à. tần tử ngư rốt cục thật sâu hô hấp một hơi vậy không phải nằm mơ tiểu tiên nữ thật sự rất tùy ý làm một đạo đề sau đó văn phòng tất cả lão sư cũng xem thế là đủ rồi không nói cái gì đến nay đạo này đề còn không có chính xác đáp án đâu bà mẹ nó tim tim hậu tri hậu giác tần tử ngư hơi nghiêng thân tim tim cái này đề cũng là ngươi ở trong sách thấy một tim tim nhìn xem nàng rất ý vị thâm trường ta như vậy nói ngươi tính ư không nàng không tính tần tử ngư còn muốn nói điều gì có thể một tim tim cũng sớm đã tiến phòng học đối điệu thấp chúng ta muốn điệu thấp tần tử ngư đang nghĩ ngợi chỉ cảm thấy bên cạnh một ngọn gió cấp tốc thổi qua dụi dụi mắt đây không phải là ban chủ nhiệm ư cho tới bây giờ không thấy được hắn đi được nhanh như vậy một tim tim đem cái này trương bài thi làm tan học trước giao cho ta lý lão sư đem một tờ bài thi đặt ở một tim tim trước mặt cố hết sức che giấu vẻ mặt vẻ kích động sau đó lưng cổng hai tay rời đi một tim tim nhìn xem cái kia cái đề bài lại nhìn xem một bên bài thi cùng bài tập sách đầu thật lớn đề lời nói với người xa lạ ừ trải qua ba tháng tiên nữ rốt cục muốn tại ngũ nguyệt số một thượng giá rồi các vị các cô nàng đầu đặc trọng yếu ta đừng nói rồi ngàn vạn biểu phải nuôi văn rồi thượng giá vạn càng thỏa thỏa rồi một nghìn chữ ba phần tiền thiệt tình không đắt cố hết sức hô hào ủng hộ chánh bản ủng hộ chánh bản nha bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Ôm 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 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa lên hết. Một tim tim đang tại thu thập túi sách, Lý Đức liền đứng ở một tim tim trước mặt, cực kỳ thân thiết tư thái, một tim tim đồng học, bài thi đâu. Một tim tim không có gì biểu lộ, cực bình tĩnh theo trong ngăn kéo xuất ra bài thi đưa tới. Sau đó liền lôi kéo tần tử ngư ly khai phòng học. Ôi chao, tim tim, đã nói cấp cho ngươi học bù. Tần tử ngư thanh âm rất nhanh biến mất ở bên ngoài hành lang. Lý Đức mang kính mắt, cẩn thận chi tiết lấy cái kia trương bài thi, sau đó, có chút vô lực rũ tay xuống. Bài thi ngược lại là tràn ngập, có thể, tự hồ không có một cái là đúng đấy. Lý lão sư, ngươi không cần phải gấp, khoảng cách cuối tháng nguyệt khảo thi còn có 10 ngày đâu, nói không chừng đến lúc đó một tim tim liền khảo thi tốt rồi. Hạ tiểu tuyết rất quan tâm đi tới, an ủi lý lão sư. Lý lão sư hơn nửa ngày thở dài một hơi một tiếng, mắt nhìn hạ tiểu tuyết, ừ, sau đó, có chút bước chân phù phiếm ra phòng học. Hạ tiểu tuyết nhìn xem, khóe môi câu dẫn ra một vòng cười lạnh đến, xem đi, cái này một tim tim đem lão sư khí thành như vậy, cũng thật sự là không đơn giản hạ tiểu tuyết điện thoại lúc này vang lên nàng xem thấy điện báo hơi nhíu mày không kiên nhẫn tiếp đứng lên làm gì vậy tiểu tuyết không muốn đi quấy rầy họ thích một nhà về nhà a bên kia vừa mới dứt lời hạ tiểu tuyết liền ghét bỏ đem điện thoại nhất treo cái này mụ mụ thật sự là vô dụng nếu như cùng thích gia là thân thích vì cái gì không hướng đến cũng là bởi vì nàng trong lúc vô tình nói cùng thích thị có chút quan hệ không biết ở trường học gặt hái được nhiều ít ngưỡng mộ cùng hâm mộ một tim tim cùng một tồn phong nói cùng bằng hữu ở bên ngoài ăn cơm cũng không có lại để cho quản gia tới đón nàng một tồn phong quan tâm hỏi vài câu sau mới cúp điện thoại một gia biệt thự thẩm tâm mới từ một tử ngưng gian phòng đi ra nghe được một tồn phong điện thoại vẻ mặt mất hứng đi xuống lầu tồn phong ngươi cũng quá mặc dù nàng a một tồn phong đưa di động đặt ở trên bàn trà đưa tay nhéo nhéo mũi, vài phần mệt mỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta! Thẩm tâm rốt cuộc là liễm khí, chậm lại âm điệu, nàng bị ngoặt 15 năm, ta biết rõ trong lòng ngươi có mắc nợ, ta cũng lý giải ngươi. Không nói trước hôm nay nàng đối tử ngưng cỡ nào thô bạo, đã nói muộn như vậy a, à, nàng một cái mười mấy tuổi cao trung sinh, luôn không trở về nhà ăn cơm, cũng không tốt lắm đúng không? Thẩm tâm nói xong lời cuối cùng, như có như không chú ý đến một tồn phong sắc mặt. Cũng rất là thất vọng, bởi vì một tồn phong từ đầu tới đuôi không có nửa điểm động dung, chẳng qua là nhấp một ngụm trà, mới nhìn hướng nàng, thời gian dần qua, thẩm tâm, hôm nay nếu như không phải tim tim, tử ngưng thật sự còn có thể sống được ư, thẩm tâm đầu ngón tay siết chặt, trên mặt nhưng vẫn là treo mỉm cười, ngươi nói được, cũng có đạo lý, ngày mai mấy vị kia thái thái chuẩn bị một cái tiệc tối, các gia hài tử cũng đều sẽ đi, một tư cùng tử ngưng ta nhất định sẽ mang đến. Vậy không bằng, một tim tim cũng đi a à, nghe nói như thế, một tồn phong mặt mày ngược lại là nhu hòa một ít, từ, nếu như tim tim nguyện ý liền mang nàng đi chớ. Nhiều đi vòng một chút cũng là tốt. Tốt. Thẩm tâm khóe môi hơi câu dẫn ra một vòng trào phúng. Vừa ôm A bàn vào tầng di đã nghe được thẩm tâm cuối cùng lời nói, có chút lo lắng. Thấp mắt thấy lông xù lười biến A bàn. À bàn hiếp nửa con ngươi, tiểu móng vuốt lay nhẹ sáng ngời, lại giật mình cảm thấy giống như tại kinh bị cái gì tựa như. Mà một tử ngưng trong phòng. Một tử ngưng cũng không có ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn sụp đổ phải chết nhanh, cũng một điểm không có phí hoài bản thân mình tâm tình. Nàng đang tại máy tính bên cạnh tra tư liệu, trên màn hình thoáng hiện đều là một ít về kim cương tin tức cùng tư liệu. Thẳng đến ấn mở một cái trang web. Một tử ngưng ngón tay dừng lại đột nhiên nhớ tới giống như ở nơi nào đã từng gặp cái này nguyên vật liệu một tim tim nàng ngày đầu tiên đến một gia lúc nàng tự hồ tại phòng nàng bên trong đã từng gặp này chủng loại tựa như đồ vật này cửa trường học gốc trẻ liền ngừng lại một chiếc xe tần tử ngư xa xa vừa nhìn liền lôi kéo một tim tim tay tim tim bạn trai của ngươi tới đón ngươi rồi bạn trai một tim tim nghi hoặc nhìn tần tử ngư a nha ngươi không muốn không có ý tứ đi ôi chao vốn ba mẹ ta nói mang ngươi về nhà đúng cơm cơm rồi cái này xem ra không có đùa giỡn vậy ngươi đi trước ta đi thôi tần tử ngư vẫy tay khoa trương ỏn ẻn âm điệu nhanh chóng nói gặp lại một tim tim tế nhuyễn long mày hơi ninh tự hồ vẫn còn cũ kết bạn trai chuyện này rất xa lộ viễn quay cửa kính xe xuống hướng chạy xa hiểu rõ tần tử ngư nhìn thoáng qua khóe môi hơi câu ôi chao nha đầu kia ngược lại là rất thượng đạo đó a à, ưu nhã tam thiếu không có để ý đến hắn, một tim tim đã đi rồi tới đây, mở cửa, lên xe. Từ đầu tới đuôi thuận theo yên tĩnh, một lần hành động nhất chỉ cũng cùng vẽ tựa như. Diệp tu mặt nhìn xem, mặt mày hơi hơi nhẹ hiếp, liên mang theo khóe miệng cũng bị mỉm cười dắt. Tiểu nha đầu, lên xe rất tự nhiên đi. Nghĩ đến cái gì, Ánh mắt rơi vào một tim tim cái kia vừa đen cực lớn quá gối màu đen áo lông áo khoác lên, vuốt khẽ về ngón tay, không biết đang suy nghĩ gì. Lộ viễn nhìn xem một tim tim ngồi xuống, liền hỏi, tiểu tiên nữ, đi đỉnh thịnh ăn cơm, thế nào? Tốt. Một tim tim thuận theo lộ viễn lời nói, lại ánh mắt xéo qua quét dưới dịp tu mặt. Đen nhánh cao cổ áo bố, màu đen áo khoác, tuấn giật ngũ quan, rõ ràng không một chỗ không tùy ý, rồi lại đều bị một chỗ không nói đạo lý tự phụ ưu nhã, đậm đặc bí mật mắt tiệp hắt như phượng vũ càng mang theo một tia hấp mắt người thần thanh tuyệt. Nhưng nàng sẽ không quên, một đêm kia, nàng đi hắn trong phòng trộn trà sữa cùng hắn giao thủ trong nháy mắt đó theo quanh người hắn mơ hồ lộ ra một loại che giấu cực sâu sắc bén. Đó là nàng sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không có ở trên thân người khác đã từng gặp cũng nhìn không thấu một loại lăng lệ ác liệt giấu tại ôn nhuận dễ thân bề ngoài dưới, lại thỉnh thoảng nhất định sẽ công ngươi một chút. Nhìn cái gì, ừ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang ở bên tai, nóng rực nam tính khí tức tới gần, một tim tim rõ ràng sóng mắt khẽ động, ngước mắt, ngươi. Đẹp mắt. Ừ, dịp tu mặt cười, hơi hơi nghiêng về phía trước thân thể lại lui về, ta cũng hiểu được đẹp mắt. Một tim tim. Lái xe lộ viễn. Tam thiếu, ngươi rốt cuộc là muốn nói ai đẹp mắt, nột, nói chậm. Tiểu tiên nữ, ngươi biết lái xe không? Lộ viễn cảm thấy tiểu tiên nữ mặt khẳng định đều đỏ, lập tức muốn chuyển câu chuyện, nhưng này lời nói vừa hỏi xong, lộ viễn vừa hận không thể lập tức quốc chính mình nhất miệng tử. Tiểu tiên nữ 3 tuổi đã bị lừa gạt đến nhạc trấn, chưa từng xảy ra thành, biết lái cái gì xe? A, à, hội. Một tim tim ngược lại là rất tùy ý hồi. Tiểu điện lô ư, lộ viễn nhớ rõ, tại nhạc trấn đã từng gặp loại này xe, nhưng hắn không có hỏi nữa. Có thể cảm giác, cảm thấy phải nói chút gì đó, không có việc gì a, à, ngươi về sau có ta cùng tam thiếu bảo kê đâu, không ai dám khi dễ ngươi. Khi dễ nàng. Nói đùa. Có thể dương mắt chống lại dịp tu mặt nhìn qua cất giấu một vòng thần sắc lo lắng con mắt sắc, một tim tim ma xuôi quỷ khiến, lại khẽ rũ xuống đầu, chơi lấy vệ dây thắt lưng tử, hơi có chút vĩ khuất thanh âm vừa mềm lại nhẹ, từ cha mẹ nuôi đối với ta, kỳ thật, rất tốt. Bộ dáng kia, quả thực tựa như cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đến làm cho ngươi thầm nghĩ ôm vào trong ngực con mèo nhỏ. Hơn nữa, cái này chỉ tiểu gầy teo nhu nhược con mèo nhỏ còn bị một kiện rộng thùng thình màu đen áo lông bao vây lấy, làm cho người ta ý muốn bảo hộ lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp tu mặt giơ tay lên, là thật muốn đi ôm, rồi lại không nhúc nhích, một đôi đẹp mắt phượng con mắt hơi khẩn trương dẫn theo, không nói ra được buồn bực. Chi, đột nhiên tiếng thắng xe vang lên, xe một cái sậu ngừng, xuất phát từ quán tính, dịp tu mặt ôm lấy một tim tim. Đề lời nói với người xa lạ ngày mai thượng giá. Thượng giá vạn càng. Hẳn là tại giữa trưa 12 giờ đổi mới. Sao sao đát, cầu đầu đính rồi, cầu đầu đính rồi, cầu đầu đính rồi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 83 Thân thể quá mềm yếu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không khí, tự hồ lập tức yên tĩnh, dịp tu mặt cánh tay hơi cương Thiếu nữ mùi thơm ngát quanh quẩn, thân thể, thật sự quá mềm yếu Mềm được hắn ôm lấy về sau, nhất thời lại cũng không dám di chuyển Cũng, không quá muốn di chuyển Làm sao vậy? một tim tim lại rất trấn định theo dịp tu mặt trong ngực ngẩng đầu lên vẻ mặt thuần túy nghiêng vô cô bộ dáng chống lại như vậy nhất song thanh triệt đến không chứa bất luận cái gì tạp chất con mắt thật giống như hết thảy nói dối cũng lập tức hóa thành vô hình ừ làm sao vậy dịp tu mặt bình tĩnh hơi đầu đặt câu hỏi lộ viễn a à, a à, vừa rồi trên đường có cục đá ta kỹ thuật lái xe không tốt kỹ thuật lái xe không tốt tam thiếu ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây nữa à, ôm a, lại ôm chặt một điểm a, lộ viễn vỗ trán một cái, lại giống như rất xấu hổ bộ dáng, tiểu tiên nữ a, không có hù đến a, ừ, không có. một tim tim nói lời này sau, thuận thế muốn ngồi thẳng thân thể, không nhúc nhích được, liền lại lẳng lặng nhìn về phía dịp tu mặt, ngươi, mắt tiệp chấp chấp, a, à, ừ, cẩn thận một ít. diệp tu mặt lại rất bình tĩnh buông ra, sau đó thân thể lui về, ngồi xuống, vẫn như cũ ưu nhã thông dong bộ dáng. phản phất, vừa rồi hắn chính là một vị thân sĩ. một tim tim cảm giác được cặp kia hữu lực cánh tay cùng dễ ngửi nam tính khí tức dần dần đi xa, ngơ ngác gật đầu. đặt ở trên đầu gối ngón tay lại hơi hơi co lại co lại, vừa rồi, giống như đụng phải trà sữa tiên sinh tay, nộp, nói chậm, nắm tay lái lộ viễn. ôi chao, ông như vậy một chút thật khó cho hắn tự tổn kỹ thuật lái xe. Ôi chao, tiểu tiên nữ, ngươi ngoại trừ máy tính, còn có cái gì năng khiếu không? Ai, tam thiếu yêu đương hiện trường, luôn cần xuất hiện hắn cái này, giảo thỉ côn. Ừ, ta sẽ lái phi cơ, có tính không năng khiếu. Một tim tim sóng mắt hơi hơi tràn ra một tầng vàng nước, mỉm cười. Lộ viễn khóe miệng lại hung hăng rút dưới. Ừ, tính toán. Món đồ chơi máy bay, hắn cũng sẽ khai mở. Ôi chao, tiểu tiên nữ hay là quá đơn thuần. Diệp tu mặt nhìn về phía một tim tim ánh mắt lại hơi hơi thâm mấy phần. Lái xe nửa đường, một tim tim đi ngân hàng. Lộ viễn liền ngừng lại, nghĩ nghĩ, còn hấp tấp đuổi kịp. Đường cái đối diện, tề viễn phong đang mang theo vài tên thủ hạ đi ra ăn cơm, nhìn xem lộ công tử ân cần được đi theo làm tùy tùng bộ dạng, cảm thấy hắn khả năng nhìn lầm rồi, sau đó, nhắm mắt, lại mở ra. Ừ, hay là rất ân cần. Không nhìn lầm. Hơn nữa, cái này ân cần đối tượng, thật sự rất thiên tài. Không bao lâu, một tim tim theo ngân hàng đi ra. Lộ viễn than thở, có chút khóc nhìn xem dịp tu mặt, nhỏ giọng nói, tam thiếu, người biết tiểu tiên nữ tạp lên số dư còn lại có còn nhiều thiếu ư, dịp tu mặt vặn lông mày. Mười khối lẻ ba góc. Lộ viễn một bức vô cùng đau đớn bộ dạng, chúng ta phải trợ giúp nàng, trực tiếp trả thù lao, tiểu tiên nữ khẳng định sẽ không cần, cho nàng tìm công tác, nàng khẳng định rất vui mừng. Lời nói đến cuối cùng, lộ viễn nắm thật chặt tay, một tồn phong cái này tiểu khu lão đầu nhi, nhà mình nữ nhi bên ngoài lưu lạc 15 năm, cũng không biết cho nhiều chút tiền tiêu vặt. Diệp tu mặt đột nhiên dùng một loại liếc si ánh mắt mắt nhìn lộ viễn. Lộ viễn tỏ vẻ, tam thiếu ngươi không hiểu nói yêu thương. Một tim tim lúc này cầm lấy điện thoại, tại phát tin tức. Tiền đã chuyển một cái tin tức lại tiến đến người lần trước nói lưu ý trên mạng họ khúc người tìm, có chút động tỉnh phát tính người, tiến sĩ. Một tim tim con ngươi khẽ động, khóe môi nhất câu. Một chiếc điện thoại lại đánh cho tiến đến. Điện thoại cầm tại trong tay của nàng, tự nhiên là biểu hiện tên người. Tiểu Hạ. Có lẽ, nói là bánh ngọt sự tình một tim tim nhìn xem điện thoại 3 giây, sau đó, đang tại dịp tu mặt cùng lộ viễn mặt tiếp đứng lên. Ừ, tốt. Chỉ nói một câu sau, liền lại cúp điện thoại, sau đó suy nghĩ dưới, nhìn về phía dịp tu mặt, các ngươi, muốn không đợi ta một chút, ta đi, thấy người. Tốt. Dịp tu mặt gật đầu. Vì vậy, lộ viễn liền nhìn xem một tim tim mở dưới cửa xe đi, đi về hướng vừa rồi ngân hàng bên cạnh một cái phố. Ôi chao, tam thiếu, tiểu tiên nữ thấy ai a à, tại nơi này dung thành, nàng ngoại trừ cái kia gọi tần tử ngư mấy cái đồng học ngoại, còn có bằng hữu. Nói nhiều. Tam thiếu chỉ ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn này, lại giống như rất ý vị thâm trường. Lộ viễn lập tức cúi đầu, tam thiếu, chẳng lẽ ngươi không nên khen ngợi ta phương tài cơ trí ư, tam thiếu mực bể khẽ dời, đã chẳng muốn nhìn hắn, chỉ thanh âm rất nhạt nhắc nhở, bánh xe áp đến cục đá. Thân xe là hội hoãn, Không có việc gì, tiểu tiên nữ khẳng định không biết. Dịp tu mặt cái này thật sự không muốn xem lộ viễn. Ánh mắt nhìn ra trên cửa, xem ven đường một loạt trụi lũi cây bạch quả ngân hạnh, mà ánh mắt xéo qua, lại không biết chưa phát giác ra lại quét về phía một cái hướng khác. Hắn, đang suy nghĩ một sự kiện. Một tim tim vừa mới đi qua phố, liền thấy được hạ chính viên. Ngày bình thường bị người tôn ngưỡng nhìn qua thân hòa lại nghiêm cẩn hạ đại sư dẫn theo không sai biệt lắm 12 thốn đại bánh ngọt, cười đến tựa như nhìn đến nghi tức phụ tựa như, không cần một tim tim đi tới, liền chủ động nên đón đi lên. Tim tim, độc chế năm loại khẩu vị hội tụ, tân tiên xuất lô. Hạ chính viên đưa tới. Một tim tim quét mắt bao bên ngoài cài đặt to lớn tại mắt sáng, ca ca, logo, nhéo lông mày tâm, ừ, thanh, tiếp nhận, sau đó tay kia theo trong bọc xuất ra một cái trội hơn khí bút ký bản đưa tới ký cái tên a à. hạ chính viên lắc đầu cười khổ tại trước mặt ngươi ký tên ta cảm giác mình muốn giảm thọ một tim tim không có để ý tới nhàn nhạt gật cái kia bút ký bản ký đẹp mắt chút ừ lại ghi chút cổ vũ lời nói a à, lại là giúp ai chiếu cố hạ chính viên cầm lấy bút đã bắt đầu rồng bay phượng múa tự hồ cũng không muốn các loại một tim tim trả lời dù sao, chuyện này, Tiêm Tiêm làm cũng không chỉ một lần, hai lần. Có thể nhận thức nàng người bạn này cũng không biết là mấy cuộc đời mới đã tu luyện phúc phận ơ. Hạ chính viên ký tốt sau, đem bút ký bản đưa tới, một Tiêm Tiêm tự cực tế trí thỏa thiếp phóng tiếng trong bọc. Hạ chính viên ánh mắt xéo qua quét mắt bốn phương tám hướng, thanh âm hơi thấp chút, cái kêu trong mâm số liệu bị Tề Viễn Phong bọn hắn vừa phân tích về sau, động tác cũng rất nhanh, nhưng là kỳ quái là có một cổ khác thế lực, hầu như tự tại kia USB giải mã về sau 10 phút ở trong thì có động tĩnh, lúc trước không thể khẳng định, dưới mắt lộ phong cuối cùng xác nhận, tuy nhiên không biết đối phương là người nào, nhưng, có thể thấy được kỳ thế lực. Người nào, sao? Một tim tim con mắt quang hơi hơi hướng bên lề đường phương hướng nhìn thoáng qua. Chính là, đáng tiếc, lúc trước ngươi để cho chúng ta cầm một nửa, lưu một nửa, để tránh sinh mầm tai vạ, cái này tiện nghi người khác nghe thế cái một tim tim tinh xảo mặt mày hơi hơi ninh tự hồ toàn bộ tâm cũng rút được đau đớn nàng bề ngoài giống như dùng một cái thiên văn sổ tự thay đổi một nghìn vạn vừa rồi mượn đi ngân hàng chuyển khoản cho tiến sĩ lúc tiến sĩ còn nói nàng gần nhất lại vào nhà cướp của không nàng không có nàng là tổn thất các ngươi gần nhất cẩn thận một chút còn có một tim tim véo nhẹ dưới mi tâm gọi lộ phong tiểu tử kia an phận chút sau đó lại đau đầu nhìn một chút hảo thủ lên đại bánh ngọt đúng rồi khúc gia gần nhất một mực ở tìm phương pháp mời ta xem phong thủy hạ chính viên hơi hơi cẩn thân thể hỏi thăm ý tứ như là đang chờ một tim tim cho phép tựa như a à, một tim tim nghĩ đến khúc thái thái nhiễm bệnh sự tình còn có tiến sĩ vừa rồi tin tức rất nhạt treo giá a khúc gia có tiền đề lời nói với người xa lạ đến đây đi, tiên nữ dọc vận mệnh đều tại các ngươi điện thoại. ủng hộ chánh bản ơ ơ ơ, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Được tiện nghi còn khoe mẻ mổ nhân. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hạ chính viên giống như tự đợi đến nàng những lời này đâu, cao hứng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn một tim tim đi được không thấy ảnh nhi, lúc này mới quay người. Quay người lại, ở đâu là tiểu hạ, lại là cái kia tao nhã điệu thấp hạ đại sư. Mà không xa xa, lái xe nam nhân trẻ tuổi, nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt. Lại là lần trước cái kia cao trung sinh, thế nhưng nhà hắn hạ đại sư chính là tại trước mặt nàng đã thành tiểu hạ. Thế giới này quá huyền ảo huyễn, hắn còn không có thanh tĩnh. Một tim tim nghĩ đến cho Kiều Nhất Đông phát cái tin tức, có thể một tay bánh ngọt một tay cầm bao hai tay không không ngước mắt nhìn cách đó không xa hắc sắc đại chúng hảo hảo ngừng lại dịp tu mặc cùng lộ viễn giống như cũng không có chú ý đến nàng suy tư bất quá vài giây cánh môi khẽ mở thanh âm trầm thấp ôm nhu mà ra cho kiều nhất đông gọi điện thoại thanh âm vừa ra đặt ở trong túi quần điện thoại liền tự động sáng lên bất quá hai giây điện thoại tự động chuyển được Bên kia hầu như tại tiếng chuông cùng một chỗ, liền truyền đến kiều nhất đông kích động trong trẻo thanh âm, "Đại lão, đại lão, có làm được cái gì được tiểu địa phương?" Một tim tim. "Từ, cho hắc ám bọn hắn làm một cái lưới bảo vệ, tuyệt đối an toàn cái loại này." "Được rồi." Tra một chút tề viễn phong cương trảo người nọ. Từ kiều nhất đông nói xong, tự hồ cảm thấy có chút không đúng, không sai a, à, "Đại lão" ngươi cho tới bây giờ không muốn quá ta số điện thoại nha. A. À, một tim tim ánh mắt nhảy lên, điện thoại tự động treo rồi. Bên kia, hậu tri hậu giác kiều nhất đông bắt đầu kêu sợ hãi gọi. Dùng đại lão thực lực, muốn tra hắn điện thoại vài phút, nhưng là... Hắn gần nhất mới nghiên cứu phòng hộ tường A. Hơn nữa, hắn xem ghi chép, theo đại lão gọi điện thoại cho hắn đến nàng tắt điện thoại cũng không vượt qua 30 giây còn lưới phòng hộ, toàn bộ chính là một cái bình thường trò chuyện, không mang theo một điểm tắc nghẽn. Vẫn lấy làm ngạo vốn là chờ có một ngày đại lão tìm hắn cần gọi điện thoại cho hắn lúc, đối với một mảnh nang giải phòng hộ tường có chút tán thưởng hình ảnh, không có. Đúng vậy, đã không có, hơn nữa, chẳng qua là một tim tim cái kia cũ nát điện thoại, một giây ở trong giải quyết sự tình. Ngoan! Một tim tim rồi hướng bắt tay vào làm cơ nhẹ nhàng nói một tiếng cái kia cũ nát điện thoại sáng dưới, sau đó đột nhiên khẽ gọi một chút. Một tim tim sững sờ. Có người bắt nàng tín hiệu, còn có người. Tiến vào phòng nàng. Hắc sắc đại chúng lý, đang cầm lấy điện thoại trò chơi lộ viễn đột nhiên một cái kích động được sủng ái cũng thay đổi. Bà mẹ nó, tam thiếu, giật giật. Diệp tu mặt đang vuốt khẽ bắt tay vào làm chỉ muốn sự tình, nghe tiếng, chầm chầm hắn. Làm A, em mờ tín hiệu, Tuy nhiên ta mỗi lần cũng không có công mà phản, nhưng là cũng không phải toàn bộ bạch dụng công a, lợi dụng lần trước bị bắt được như vậy tí xíu tin tức làm một cái chỉ về đại lão tín hiệu thiết bị truy tìm, đối phương mới xuất hiện, xuất hiện. A, à, tại nơi nào đâu? Diệp Tu mặt rất bình tĩnh hỏi. Tại. Lộ Viễn vỗ tráng một cái, trước mắt chỉ biểu hiện hắn xuất hiện, tại, tại Dung Thành. Vẫn còn là Dung Thành bên cạnh Cẩm Thành. A. À tại sao lại không có lộ viễn toàn bộ mặt cũng khóc tan cái này rốt cuộc là cái gì thần tiên A, thật sự chỉ là diệu thủ thần y ư, hảo hảo làm hắn bác sĩ, hắn không thơm ư hắn tỉ mỉ chế tác phản thiết bị truy tìm, bị lập tức tiêu hủy, tại trên internet một điểm cặn bã đều không thừa dưới hỏi thương thiên bao nhiêu nước mắt, mấy hắn lộ viễn tối tâm mệt mỏi một tim tim mở cửa xe buông bánh ngọt, ngồi vào đi lúc cũng cảm giác được đến từ lộ viễn quanh thân một cổ buồn nản khí. Cùng bọn họ nhận thức như vậy lâu, lộ viễn đối với nàng là thật rất tốt. Nàng tinh khiết ánh mắt, hỏi thăm tự như nhìn xem dịp tu mặt. Dịp tu mặt ánh mắt theo một tim tim đặt ở trên xe cái kia bánh ngọt lên dời. Hắn nhớ rõ, hôm nay không phải tiểu nha đầu sinh nhật. Nhìn xem nàng, lại hồi, từ, hắn tự cho là thông minh đã là một kiện chuyện ngu xuẩn. Dịp tu mặt một câu tổng kết sâu sắc lại giảng yếu. Một tim tim ta, thanh, chỉ thấy lộ viễn quay đầu, nhấc lại hoa đào con mắt giống như cũng không sáng. Tiểu tiên nữ, ta phương tài bị một cái không hề nhân tính đại lão khi dễ. Một tim tim. Hủy ta tỉ mỉ chế tắt một cái. Một cái tiệp A, nói truy tung, tiểu tiên nữ khả năng không hiểu, tuy nhiên nàng máy tính kỹ thuật không sai, bất quá, lần trước chính là phá giải bàn, cái này lúc trước vẫn có khác nhau. A. À, áp. Một tim tim trong nội tâm rất ý vị thâm trường. Vừa rồi cái kia tín hiệu quá yếu, yếu được nàng có thể không đáng kể, cho nên, cũng không có mảnh ra là ai, nguyên lai. Like. Khẽ miếng môi cái miệng nhỏ nhắn, rất là thiện lương, ngón tay nhẹ nhàng đối với túi áo lý điểm nhẹ dưới. Ông T.R.R.I. Ông T.R.R.I. Lại có động tĩnh, ta chết đi tín hiệu lại phục sinh. Lộ viễn cầm lấy cái điện thoại hưng phấn một đôi hoa đào mắt nhanh hiếp lại. Thần thái loan loan, bà mẹ nó, ta đã nói rồi, cái này đại lão chẳng lẽ lại là một thần tiên phải không, xấu như vậy, xem ta lộ viễn lần này không phát huy ra tuyệt đối phần đích bản sự, tìm được ngươi. Khiến cho ngươi cho lộ công tử ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sâu trong linh hồn 18 hỏi. Một tim tim nghe, mắt tiệp hơi dạng, sau đó, ngón tay rồi hướng túi áo bên trong ngón tay điểm nhẹ dưới. A. À, lộ viễn bên này lại là chợt hô hét thảm một tiếng đưa tay che mặt ai lại không có quả nhiên ta quá ngu xuẩn là rất ngu xuẩn hàng dịp tu mặt phát biểu giải thích lộ viễn vô lực phản bác bác cũng bác bất quá thu điện thoại trung thực lái xe a sự tình làm xong ư dịp tu mặt lúc này nhìn về phía một tim tim a à, tốt rồi một người bạn đưa cho ta một tim tim chỉ chỉ đặt ở bên cạnh cái kia đại bánh ngọt, kỳ thật rất đau đầu. Diệp tu mặt cũng đau đầu. Cái này đóng gói tinh xảo đại bánh ngọt hoàn toàn trở ngại hắn và tiểu nha đầu lúc trước khoảng cách. Ca ca sao? Tự hồ, dung thành độc nhất vô nhị, số lượng có hạn cung ứng, không cấp chế, mặc kệ cái gì khẩu vị, một ngày chỉ có thể mua sắm một lần. Lần trước, hắn liền điều tra. Hơn nữa, nhà này ca ca lão bản, họ hà khóe môi không dễ dàng hơi hơi câu, Diệp Tu Mặc giống như tâm tình lại thay đổi tốt hơn. Điện thoại vang lên, Diệp Tu Mặc nhìn thoáng qua, cũng không có cấm kỵ cái gì, chọn tiếp nghe, nói. Ngắn gọn chữ, thấu một cổ tử thanh tuyệt. Đã tìm được. Tốt. Diệp Tu Mặc cúp điện thoại. Lộ viễn nghe Tam Thiếu gọi điện thoại, tâm tình đột nhiên lại tốt rồi, nhìn kính chiếu hậu liếc, cũng không có cấm kỵ một tim tim. Tam Thiếu, toàn bộ đã tìm được. Từ dịp tu mặt nhạc ứng thanh, ánh mắt ôm nhu nhìn về phía một tim tim. Cảm thấy, đột nhiên có một cái quan minh chính đại sờ đầu nàng lý do. Rồi sau đó, giơ tay lên, nhẹ nhàng tại rơi vào đầu của nàng lên, văn vê a văn vê, người máy tính kỹ thuật rất tuyệt, u đĩa đồ vật đã tìm được. A, à, a. À. Một tim tim thật biết điều, lại có chút mộng gật đầu. Kỳ thật, trong nội tâm đau hơn, vốn đều là của nàng. Lần kia đi vùng Trung Đông, nàng còn cố gắng. Nói như vậy đứng lên, tam thiếu, cái kia một nghìn vạn cũng là rất đáng đi, đúng không, không lỗ. Lộ viễn cảm thấy rốt cục tại mổ đại lão trên người tìm được một điểm tồn tại cảm giác. Diệp tu mặt khẽ vuốt cầm, nhìn xem một tim tim, mỉm cười, lại đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ừ, coi như cũng được. Một tim tim đầu rũ xuống thấp lần thứ nhất sâu sắc để ý tới đến một câu. Được tiện nghi còn khoe mã. Trà sữa tiên sinh là người xấu. Đến. Xe lúc này đứng tại đỉnh thịnh cửa nhà hàng miệng, lập tức có người ra đón, bề ngoài giống như hay là lần trước cái kia nhân viên phục vụ nữ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Nàng có thể tiêu phí được tốt hay sao? bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com sách đỉnh thịnh nhà hàng bây giờ còn có cái này đãi ngộ tự mình nên đón đính món khách hàng lộ viễn mỉm cười một tiếng cắm túi đẹp trai tiến lên dù sao lần trước là một tim tim mời bọn hắn ăn cơm đi lần này là trái lại là bọn hắn mời một tiểu thư mời đi theo ta khi nữ phục vụ viên lại trực tiếp bỏ qua lộ viễn đối với lộ viễn sau lưng một tim tim nhiệt tình tách ra tiếu dung một tim tim có chút đau đầu nhéo lông mày, vừa rồi không cùng tiểu hạ nói nàng muốn tới nơi đây ăn cơm, chính là không muốn làm cho hắn làm đặc thù hóa. Kết quả? Hắn hay là đoán được, cũng đúng, hắn từ nhỏ liền thông minh. Lộ viễn cùng dịp tu mặc cái này mời ăn cơm, ngược lại đã thành khách nhân, đi theo một tim tim sau lưng, bị kia nữ phục vụ viên mời được lần trước bọn hắn dùng không đối ngoại đặt trước đỉnh cấp dành riêng phòng. Tiểu tuyền nước chảy, đi vào chính là lịch sự tao nhã gió xuân. Mà đỉnh thịnh nhà hàng cửa lớn, một tư có chút sững sờ cương không nhúc nhích. Một tư, ngươi làm sao vậy? Phía trước một vị nữ sinh đi tới kéo nàng. a, à, không có. Một tư hoàng hồn, ngón tay vô ý thức cầm bốc lên đến. Vô cùng xác định, vừa rồi tại các nàng lúc trước, đi vào ba người kia, là một tim tim, cùng vị kia. Nghe nói, là khai mở võng điếm nam nhân dung thành đỉnh thịnh nhà hàng có bao nhiêu khó định nàng đừng nói bọn hắn cũng là hôm nay có đồng học sinh nhật mà lại hay là một tuần lễ trước đặt vị trí lần trước nàng đến cũng là bởi vì cha của nàng nhân duyên tốt lại vừa gặp ngày đó vừa vặn có một cái khách nhân hủy bỏ đặt trước mới có vị trí nhưng là một tim tim nàng có thể tiêu phí được tốt hay sao hả cho dù người nam nhân kia khai mở võng điếm cũng không quá sẽ có tiền a à một tư rất nhanh lại khôi phục vui vẻ, nàng cùng nàng so đo cái này làm làm gì? Căn bản không đáng. Hôm nay nhất trung phòng học văn phòng sự tình nàng đều nghe nói. Tin tưởng, nàng như vậy nói về sau, cấp 3 nhất ban ban chủ nhiệm đều có ý tưởng, sẽ không đối một tim tim vài phần kính trọng. Đương nhiên, về phần đằng sau một tim tim làm bài sự tình, một tư cũng không biết đạo. Hoa thiếu, ngươi mời chúng ta ăn cơm, Chúng ta cho ngươi đến một cái đặc biệt lớn bánh ngọt, không sai a." À. Nhất Nam Sinh đi ở phía trước cười toe toét nói lời nói, ánh mắt đánh giá mọi nơi, tất cả đều là kinh diễm. Dù sao loại này nhà hàng, đối với bình thường đệ tử mà nói, tới một lần cũng xem như đạp vào vàng son lộng lẫy chi lộ. Cái kia bị kêu là Hoa thiếu nhân lớn lên hình dáng rõ ràng, mang theo đại nam hài thanh xuân khí tức, rất có mặt mũi cười cười, nói xong cảm ơn lời nói lại nhanh chóng hướng đi ở mặt sau cùng một tư xem. Một tư có chút bất hảo từ biệt đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Một bên mấy nữ sinh ngược lại là nháy mắt ra hiệu cười mở. Dung thành đại học, không nói toàn trường, toàn bộ chuyên nghiệp a, liền bọn hắn ba người nào không biết Hoa thiếu ưa thích một tư nữ thần, học giỏi, hình dạng tốt, khí chất tốt, gia cảnh tốt, tóm lại là cái đó chỗ nào cũng rất tốt lúc trước còn có diễn nghệ công ty trực tiếp đến ba lần đến mời đâu khả nhân gia nữ thần nói học tập làm trọng nhiều điệu thấp nha nếu như không phải một tư nữ thần hoa thiếu mới sẽ không mời bọn hắn tới nơi này ăn cơm đâu nhiều ít nam sinh ám loan hâm mộ mà không dám gần muốn dựa vào gần cũng đều là chút tự ti mặc cảm có một cái nữ sinh cũng cười nói đã thành hách cường ngươi đừng hướng chính mình trên mặt giác vàng một tư nói bánh ngọt nàng đặt nàng ra, Qua, tài vận, quả nhiên là nữ thần. lập tức một đống lấy lòng thanh âm, một tư rất thụ dụng, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào một cái phòng cao thượng. Qua, thật lớn a, à, hoa thiếu, ngươi vừa xuất mã, quả nhiên không giống với a. À. quay đầu lại ta cũng tốt nói khoác một phen, ta đã tới đỉnh thịnh. bà mẹ nó, bữa ăn này vốn là ngọc mà. ôi chao đừng nhúc nhích, đừng đánh nát. Mấy cái nam sinh nữ sinh rất mới lạ mọi nơi xem, một bên phục vụ viên thủy chung bảo trì mỉm cười. Cái kia gọi hoa thiếu đối với những người này thân làm kỳ thật rất xem không mắt, ánh mắt liếc về phía một tư. Một tư lẳng lặng đứng ở nơi đó, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, một thân trắng noãn váy liền áo nổi bật lên da bạch tướng mạo đẹp, thật dài gợn sóng phát rũ xuống, mang theo thanh xuân nữ hài nhi ít có vài tia dịu dàng khí tức cùng tốt đẹp chính là giáo dục vừa đúng hợp phách. Đây mới là danh môn thuộc nữ phong phạm đâu. Lúc này, có phục vụ tiến đến dọn thức ăn lên. Tất cả mọi người cũng liền đã ngồi. Ừ, ta đi ra ngoài toilet. Một tư đứng dậy đi ra, toilet tại cuối hành lang, nàng biết rõ. Nàng một đường đi tới, đi được thật chậm, nơi đây phòng cách xa nhau rất xa, nhưng là, cửa cũng đóng chặt lại, không biết một tim tim cùng cái kia hai nam nhân đến cùng ở đâu một gian. Lại cảm thấy là nàng suy nghĩ nhiều quá, bọn hắn liền nhất định có thể đính đến phòng. Cũng có thể có thể ở đại sảnh đâu. Còn có kim chủ nguyện ý vì một tim tim dùng tiền, cũng phải nhìn đầu nhập so A. Tiểu thư, ngươi có phải hay không tìm không thấy phòng sao? Một cái nữ nhân viên phục vụ đi tới lễ phép hỏi. Một tư đang muốn khoát tay, lại một bỗng nhiên. Cái này mặc em bé nhân viên phục vụ nữ có chút quen mắt tất. Một tư chợt nhớ tới, mấy ngày hôm trước tại bệnh viện, cái kia đưa lên vỡ làm cho nàng tìm hạ đại sư ký tên nữ sinh. Chẳng qua là, nàng lúc ấy quá rụt rè, vừa rồi không có ăn mặc phục vụ viên sim y, nàng mới trong lúc nhất thời không nhận ra đến. Ngươi, ở chỗ này công tác A. Một tư hỏi. Ừ, đúng vậy học tỷ. Nữ sinh kia cũng nhận ra một tư, rất kích động. "Ai, ta đã lấy cho ngươi đến ký tên, bất quá đâu, hôm nay vừa vặn không mang." Mục Tư hết sức xin lỗi bộ dạng, cái kia mặt em bé nữ sinh lại kích động mở, "Tốt, học tỷ, ngươi ngày nào đó có rảnh, ta tới bắt A ca." Mục Tư rất khó xử, chỉ vào đằng sau, "Ta cùng mấy cái đồng học tới nơi này ăn cơm, một hồi khả năng còn sẽ có hoạt động, cho nên không quá có thể xác định thời gian." như vậy a à, mặt em bé nữ sinh mặc dù có chút thất vọng nhưng nghĩ đến tổng có thể bắt được lại gật đầu tốt lắm ta chờ ngươi có thời gian ta tự đi cầm tốt một tư ôm nhu cười lại nhìn một chút bốn phía hỏi ừ ngươi một mực ở nơi đây công tác ư ừ, ừ ta cũng mới đến công tác vài ngày ta thích phong thủy ta tính một chút cái này nhà hàng cùng ta bác tự rất hợp vừa hay nhìn thấy nơi đây tại thông báo tuyển dụng tuy nhiên rất nghiêm khắc ta một tư nghe được nhíu mày ai muốn nghe nàng giảng những này nhưng đè xuống trong nội tâm không kiên nhẫn mỉm cười hỏi cái kia ngươi có thấy hay không qua một cái rất tinh xảo thanh thuần nữ sinh cùng hai cái lớn lên rất xuất chúng nam nhân a à, có lẽ cũng mới vừa xong mặt em bé nữ sinh nghe xong nghĩ nghĩ lắc đầu a đó là ta muội muội tại nhất trung độc cấp 3, lúc trước một mực ở bên ngoài mới tìm trở về ta lo lắng nàng bị người lừa gạt a à, như vậy a à, ta đây giúp ngươi nhìn một cái sau đó cùng ngươi nói mặt em bé nữ sinh nói xong muốn đi làm tiểu trí cầm một bình nước sôi đi vô tự nhã gian cách đó không xa một gã hơi lớn tuổi nhân viên phục vụ nữ đi tới đúng là lúc trước tiếp đãi một tim tim mấy cái đối với một tư lễ phép gật đầu nhìn xem tiểu trí tốt tiểu trí đối với một tư lưu luyến phất phất tay tự đi cầm nước sôi bất quá mặt em bé lại có chút nghi hoặc vinh tỷ vô tự nhã gian không phải dành riêng đấy sao ta là mới tới đó a à, a à, bởi vì ngươi là mới tới tiểu trí không hiểu mới tới không phải càng có lẽ tại tầng dưới chót dãy dụa ư vô tự nhã gian thế nhưng đỉnh cấp vip nha nàng thứ nhất là nghe nói là dành riêng không có nhã gian hào cho nên xưng là vô tự nhã gian vinh tỷ có chút cười khổ chính là bởi vì ngươi là mới tới, cho nên mới sẽ không bởi vì quá kích động mà tiến lên bát quái. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Diệp Tam Thiếu Lão Sư Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiến vào nhã gian ngồi xuống, hoàn toàn không cần một tim tim động tác. Lộ viễn đã đang hỏi nàng vài câu sau, chọn rau. Cuối cùng, Diệp Tu mặt lại bỏ thêm một câu, một bình nước sôi. A, à, cho tiểu tiên nữ muốn chén sữa bò cũng được a. À. Lộ Viễn nói xong, nghiêng đầu vừa nhìn, một tim tim lại rất sung sướng hơi ôm lấy khóe môi, tâm tình rất tốt bộ dáng. Cùng bình thường Lý Yên tĩnh ngoan tịnh chính là cái kia tiểu tiên nữ có chút không quá nhất tốt. Ừ, ta thích uống nước sôi. Một tim tim gật đầu. Ngươi không phải cũng thích uống cái kia cái gì trà sữa? Lộ Viễn rất nghi hoặc nhìn xem tam thiếu lại nhìn xem một tim tim hắn còn nhớ rõ lúc trước lúc mới gặp mặt tam thiếu khi hắn nơi đây rút một vạn khối mua tiểu tiên nữ tay mổ bài trà sữa a à, ngoại trừ nước sôi uống cái kia trà sữa một tim tim lại nói nàng cũng không biết vì cái gì nàng chưa bao giờ biểu hiện vì cái gì trà sữa tiên sinh đã biết rõ nàng thích uống đồ uống uống nước sôi đâu Trao còn không có đi lên diệp tu mặc cùng lộ viễn đang nói chuyện một tim tim nghe, cảm thấy rất tốt, tại đây loại yên lặng. Một tim tim thuận thế liền từ trong túi sách xuất ra một quyển bài tập sách. Nàng cảm thấy, đem những này mau chóng làm tốt, có lẽ có thể bỏ đi lý lão sư đều muốn trọng điểm bồi dưỡng ý nghĩ của nàng. Tiểu tiên nữ, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Lộ viễn vốn đang lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi đâu, vừa nhìn một tim tim cái này trận chiến, có chút mộng. A. À, làm tác nghiệp a à, một tim tim rất ngoan nắm đặt bút mở ra bài tập sách bắt đầu làm a à, ngươi vương lên hùng cường lộ viễn rất ngoài ý muốn nhìn xem một tim tim dù sao nàng linh phân không thương học tập sự tình hắn rất rõ ràng một tim tim lắc đầu ban chủ nhiệm cho nói xong lại nhẹ nhéo lông mày rất nghiêm túc phải làm làm gì vậy cho ngươi ngươi liền làm a à, nhiều như vậy phải làm bao lâu lộ viễn nhìn xem sẽ không quá cam tâm tình nguyện, thò tay muốn đi cầm. Lão sư này quá không có nhân đạo, sao có thể bố trí nhiều như vậy? Dù sao, lộ viễn sớm đối nhất trung chào hỏi, ngoại trừ một tim tim bị khi dễ, chuyện khác không cần hướng hắn báo cáo, hắn cũng không thể lúc nào cũng như một giám thị tiểu nhân tựa như. Cho nên, một tim tim làm bài sự tình, hắn còn không biết. Lộ viễn vừa nhìn về phía dịp tu mặt, tam thiếu. Ừ, tam thiếu đã thuận thế dời qua một cái ghế nằm cạnh một tim tim gần một ít, rất ôm nhu nhất quý công tử. Lão sư dạng, sẽ không đâu, ta cho ngươi giảng. Một tim tim nắm thật chặt bút, sách khẽ nâng con mắt, liền chống lại dịp tu mặt cái kia tạc đẹp mắt con ngươi, giống như hai khỏa tốt nhất mặt ngọc, người xem trong nội tâm lơ mơ. Lại nắm thật chặt bút, một tim tim gục đầu xuống, a, à. Vốn là, ý định lừa gạt một chút, cái này xem ra, được, tốn chút tâm tư lừa gạt. Ừ, không sai, nhanh như vậy đã nghĩ ra giải đề phương thức. Nàng vừa làm xong một đạo, Diệp Tu mặt liền mỉm cười vui lòng ca ngợi chi từ. Lộ Viễn Tuấn lông mày chọn, xem xét mắt, không nhúc nhích. Đến đỉnh thịnh nhà hàng làm tác nghiệp, sợ là không có mấy cái đi à nha. Mà cái kia mặt em bé nữ sinh tiểu trí dẫn theo ấm nước tiến vào phòng lúc, liền chứng kiến như vậy một màn một cái đỉnh soái nam nhân cực kỳ ôm nhu tế chí tại chỉ đạo một cái đỉnh tiên tiểu nữ sinh làm bài tập từ tại đây tốt một cái xa hoa tinh xa trong gian phòng làm một chút nghiệp mặc dù có chút kỳ quái nhưng là nàng không hiểu cảm thấy hình tượng này đẹp quá có một loại tuế nguyệt yên tĩnh tốt cảm giác tựa như phong thủy bên trong nói thiên nhiên lực lượng nguyên khí cùng trận có thể cực kỳ xứng đôi ôi chao choáng váng một bên lộ viễn lên tiếng nhắc nhở mặt em bé nữ sinh lập tức hoàng hồn lúc này mới nhìn đến đây còn có cái đẹp trai đâu đơn giản là nữ sinh kia cùng nam kia người quá qua ưu mỹ đem hắn cho không để mắt đến a à, ta tiễn đưa nước sôi mặt em bé nữ sinh cũng hiểu được không tốt lắm buông ấm trà liền lui ra ngoài đóng cửa lại một tim tim nghe được thanh âm vốn dơ lên phía dưới vừa chầm chầm vào cái kia mặt em bé xem, nàng cũng đã nhanh chóng lui ra ngoài. Mắt tiệp quơ quơ, sau đó, lại cúi đầu xuống, yên tĩnh làm bài. Lộ viễn đã tiến vào cửa số trò chơi, vừa muốn động thủ chỉ, bị dịp tu mặt trừng mắt nhìn, lập tức đem âm lượng chạy đến nhỏ nhất. Ừ, ngươi tốt lợi hại, lại đối đầu. Dịp tu mặt vừa nhìn về phía một tim tim làm ra đề thứ hai, gật đầu, tán thành gật đầu. Một tim tim khóe môi, thật sự hung hăng quất một cái. Rõ ràng, cái này hai đạo đề cũng làm sai. Hắn là học cặn bã, hay là mở to mắt nói lời bịa đặt A. À? Tính, căn bản làm không đi xuống. Ta, trước không làm. Một tim tim ngừng bút. Làm sao vậy? Diệp tu mặt quan tâm hỏi, rõ ràng, trong mắt cất giấu vài phần cười. Ách, nhiều lắm. Một tim tim yên lặng, yên lặng đem bài tập sách lại thu lại. Diệp tu mặt cũng không có ngăn cản, chỉ là có chút đột ngột lại tự nhiên nói một câu, ta chữ, kỳ thật viết rất coi như cũng được. Ừ, rồi sao? Ta có thể dạy ngươi. Một tim tim. Thực, không cần. Bà mẹ nó, đây là heo đồng đội ư, còn được xưng ba ngày lên nhất tinh, sợ là dùng tiền khoác lát A, à. lúc này, đối diện, lộ viễn chứng kiến một tim tim không có làm đề, chơi trò chơi kích tình lập tức đi ra bà mẹ nó không đánh được đi chịu chết ta cũng say sau đó thở dài để điện thoại di động xuống cửa số trò chơi xuất hiện một cái thất bại bị người cầm kiếm điên cùng đâm hình ảnh có chút nhìn thấy mà giật mình lại thua rồi lộ viễn lại lần nữa cầm lấy điện thoại không được cái này đồng đội không thể nhận lúc trước vốn cho rằng nhìn hắn đẳng cấp cao mới chủ động thỉnh cầu thêm làm hảo hữu lộ viễn thất vọng cực độ. Một bên, một tim tim yên lặng tiếp tục thu sách. Nàng, cái gì cũng không biết. Từ, ba ngày, lên nhất tinh. Diệp tu mặt tự hồ bắt được mẫn cảm chữ. Tự hồ nghĩ đến một ngày nào đó, tại bệnh viện trong thang lầu nghe được. Từ, có thể là mua người khác số. Lộ viễn mỉm cười, đầu năm nay không kỳ lạ quý hiếm. Cũng có thể có thể là có người giúp đỡ luyện số. Không thể nào. Lộ viễn nhìn xem dịp tu mặt, đối chuyện này, ngược lại là đạo lý rõ ràng, đây là mặt da người bên trong cùng người ở phía ngoài hợp tác khai mở một nhàm trò chơi công ty, vốn là không người xem trọng, thế nhưng đột nhiên cái này nhất khoảng lãng thiên nhai trò chơi đi ra sau, lập tức liền phát nổ. Sau đó, cho tới bây giờ, cái kia am công ty còn chỉ vào cái này trò chơi ăn cơm đâu. Lúc này mới vài năm, nổi tiếng không thua gì đầu phỉ quốc tế, mà cái trò chơi này vừa ra tới lúc điểm sáng chính là không bút, không lỗ thủng, có thể hồng vài năm trò chơi là có đạo lý. Lộ viễn treo chọc treo chọc phát, lại có chút kết bỏ, ta phương tài nói cái này đồng đội ba ngày lên nhất tin, kỳ thật, hắn chính là đang khoác lác, không thể nào công việc. A, à, Diệp tu mặt ý vị thâm trường gật ngón tay, tra một chút cái nền công ty. Lộ viễn nghe xong, lập tức gom góp tới đây, rất vinh hạnh, tam thiếu, ngươi quan tâm ta như vậy a à, cũng muốn đào này nhà công ty trò chơi chế tác đoàn đội a à, bất quá a à, đào không được lộ viễn vẻ mặt ưu thương ta lúc đầu nhất chơi cái trò chơi này thì có cái chủ ý này còn lẻn vào bọn hắn website game kia mà nhưng mà trò chơi đoàn đội chế tác chỗ đó ngoại trừ một cái định dạng hình ảnh cái gì đều không có nghe nói là đã sớm tạm rời cương vị công tác ôi chao lộ viễn tiếp tục tháng như vậy thần tiên nhân vật giúp đỡ mặt gia người làm việc cũng thật sự là đáng tiếc. Mặt gia lộ viễn trong miệng có chút châm chọc hương vị, mang theo một cổ chân chính thuộc về hắn lộ công tử khí thế. Giật mình nghĩ đến một tim tim còn ở nơi này, lập tức vỗ đầu cười đến xuân về hoa nở, không có việc gì a à, tiểu tiên nữ, ngươi muốn chơi, ta có thể mang ngươi a à, một tim tim manh ngơ ngác mang mắt tiệp a à, tốt không nàng nhất định cũng không muốn chơi. Diệp tu mặt ngón tay thon dài lại gật mặt bàn, thâm thúy lập thể mặt mày liễm một vòng ôn nhuận mũi nhọn, nhìn xem lộ viễn, vậy hãy để cho bọn hắn tra một chút. Để cho bọn họ. Lộ viễn, lại kích động. Tam thiếu là chỉ. Chật chật chật, có trò hay để nhìn. Một tim tim có chút toàn thân vô lực. Nàng muốn, ăn xong bữa cơm này, nàng lại phải hao tâm tổn trí bới ra một lớp da. Thật gian nan. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87. Độc thân ngươi không hiểu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio Com. Mặt em bé nữ sinh ly khai cái kia đỉnh cấp phòng đi không bao xa, mới phản ứng tới. A, à, vừa rồi bên trong ba người kia giống như chính là một tư học tỷ người muốn tìm. Một tư lúc này cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vừa vặn cùng hai nữ sinh cùng đi cầm bánh ngọt. Cái kia hai nữ sinh nghĩ đến đi toilet, nàng ngay tại bên ngoài đợi các nàng, quay người lại, liền thấy được gọi mặt em bé nữ nhân viên phục vụ. Không để lại dấu vết lui ra phía sau một bước, bảo trì một chút khoảng cách. Một tư học tỷ. Tiểu Trí cũng nhìn thấy nàng, hoàn toàn không có chú ý những này, còn có chút xấu hổ dựng lên một cái ok, đích thủ thế, ngươi yên tâm đi, muội muội của ngươi rất tốt, vẫn còn làm tác nghiệp đâu cái kia nhìn rất đẹp nam nhân vẫn còn cho nàng giảng bài tập, hắn cái nhìn xem cũng không như là người xấu. Làm tác nghiệp. Một tư trong nội tâm cảm thấy có chút châm chọc cười. Một tim tim cái này khảo thi linh phân, còn công nhiên đã từng nói qua không thương học tập, làm tác nghiệp. Chẳng lẽ lại, nàng xem thấy người vật vô hại, kỳ thật, còn rất có thủ đoạn, cần làm làm đến chiếm được nam nhân tâm. Dù sao, nàng máy tính còn giống như đi, không phải thế, cục cảnh sát trong kinh đến mấy người kia làm sao sẽ đối với nàng như vậy. Nghĩ đến đây, một tư liền trong nội tâm khó chịu, như bị cái gì ngăn chặn, không thể phát tiết bình thường. Một tư, làm sao vậy? Lên hết toilet đi ra hai nữ sinh, một cái trong đó quan tâm hỏi. Nghe, không có việc gì. Một tư vài phần lo lắng lại không có nại, ta, khả năng thấy được muội muội ta, nàng. Là cái kia bị quải 15 năm cái kia một cái khác nữ sinh lập tức mở miệng một tư không quá ưa thích có thể tự ưa thích loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác ừ đúng vậy nàng giống như cùng hai nam nhân tới nơi này ăn cơm nhưng là nàng tới nơi này ôi chao tính toán không có chuyện chúng ta đi trước cầm bánh ngọt a tiểu trí nhìn xem một tư cùng hai cái đồng học rời đi cảm giác cảm thấy quá chỗ nào trách có thể nàng nói không ra một tư học tỉ hẳn là quan tâm muội muội nàng a đỉnh cấp trong gian phòng. Không làm được đề rốt cục đợi đến lúc trao đi lên. Lộ viễn giống như cuối cùng vẫn là không có những tâm xóa bỏ vị kia heo đồng đội, dù sao, hắn nói, cái kia đẳng cấp nhìn xem hảo dưỡng mắt. Một tim tim vốn giật giật môi muốn nói cái gì, đang nghe lộ viễn nói, cái nào quỷ con bê giúp đỡ này thái nhân như vậy số, lúc, quyết đoán buông tha cho. Nàng cảm thấy, lộ viễn cần trị liệu. Về phần kỳ hạn vô hạn lâu a à. mà bữa cơm này cũng ăn được không sai rõ ràng hai cái đại nam nhân một học sinh trung học ở chung không có lông bệnh lộ viễn ăn chính mình thỉnh thoảng mời đến một chút lại tất cả đều là tu dưỡng diệp tu mặc ngẫu nhiên cho một tim tim đĩa rau lời nói không nhiều lắm lại đem nàng kẹp chặt số lần hơn rau bất động thanh sắc phóng tới trước mặt nàng một tim tim uống nước ăn rau đột nhiên cảm giác được rất tốt nàng xem dịp tu mặc cùng lộ viễn liếc đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cái kia đại bánh ngọt nàng là ăn không hết hơn nữa không thể gọi nàng một người chịu khổ các ngươi chờ một chút ta đi cầm đồ vật này một tim tim nói xong lại nhìn xem lộ viễn nhẹ nhàng hỏi chìa khóa xe đâu a à. lộ viễn hỏi cũng không hỏi sẽ đem chìa khóa xe đưa tới dịp tu mặc cũng không có đi theo hắn muốn Hắn biết rõ nàng muốn đi lấy cái gì, chẳng qua là. Hắn cũng không quá ưa thích, đồ ngọt. Tiểu nha đầu lần trước, giống như cũng không quá ưa thích, thế nhưng hắn ở đây này, nàng giống như cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật, cũng rất tốt. Tam thiếu. Lộ viễn đưa tay, tại tam thiếu trước mặt lung lay dưới, trừng lớn mắt, tiểu tiên nữ cũng đi ra, ngươi vẫn còn cười. Tam thiếu nghệ hắn liếc, độc thân ngươi không hiểu. Lộ viễn bề ngoài giống như, tam thiếu, ngươi cũng là độc thân A. À. Tiểu tiên nữ giống như không không có cảm nhận được ngươi ý nghĩ. Yêu thương A. À. Bất quá. Ôi chao, tam thiếu, vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy, tiểu tiên nữ đối với ta cảm giác lúc tốt lúc nhạt, rốt cuộc là ở đâu ra sai rồi. Diệp tam thiếu nghe lời này, thịnh cực trên dung nhang, mực con mắt tăng cường, tự hồ thật sự chăm chú suy tư một chút, sau đó rất rất nghiêm túc gật đầu, có lẽ, ngươi không thể khảo thi linh phân. Lộ viễn. Thật sự, là một lý mà ư. Một tim tim rất thuận lợi lấy bánh ngọt, đi trở về. Tim tim. Phía trước, một đạo mang chút nghi hoặc thanh âm vang lên. Một tim tim dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn xem đối diện một tư cùng hai nữ sinh, không có gì tình người, tiếp tục đi lên phía trước. Đó là một tư muội muội của ngươi. Một tư bên cạnh nữ sinh hỏi. Một tư gật đầu, tiến lên ngăn cản một tim tim, ngươi. Ánh mắt rơi vào trên tay nàng dẫn theo ô ca bánh ngọt cái hộp lên, con ngươi hơi kinh hãi, ngươi như thế nào cầm lấy cái này bánh ngọt? Một tim tim hơi cụp xuống con mắt, nhìn mình trên tay cái này bánh ngọt rất kỳ quái, quét lấy một tư mặt, ta vì cái gì không thể cầm lấy cái này bánh ngọt? Một tư hô hấp một hơi, nàng không nghĩ tới, một tim tim mặt ngoài nhìn xem rất trầm tĩnh nội tâm kỳ thật như vậy không phóng khoáng. Nhưng, trong nội tâm lại mơ hồ hưng phấn, thanh âm cũng đột nhiên thu hồi chất vấn, còn rất ôm nhu, ngươi cái này bánh nọt, là từ đâu đến? Một tim tim không muốn trả lời một tư, bất quá nhìn xem một bên nàng hai gã đồng học nhìn qua, nàng cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ quá lâu, càng không muốn đem lực chú ý dẫn tới dịp tu mặt cùng lộ viễn trên người đi. Rất tùy ý khinh nhu điều nhi, bên ngoài, cửa lớn, người ta tiễn đưa sau đó làm bộ muốn đi một tư lại đột nhiên vài phần bất đắc dĩ lại lời nói thấm thía tim tim ngươi nếu như thích ăn cái này bánh ngọt ngươi cùng ta nói ta giúp ngươi đính a à, cái này ngươi không thể nói liền hỏi cũng không hỏi liền lấy người khác bánh ngọt a à, người khác bánh ngọt một tư tự hồ có chút bất đắc dĩ lại vừa đúng khẩn trương ngươi biết chỉ cần ngươi muốn ba ba cùng ta đều sẽ là thỏa mãn ngươi Ừ, một tim tim vừa nhìn về phía trên tay bánh ngọt. Một tư nhìn xem một tim tim thái độ, cảm thấy, nàng là chột dạ, cái này nàng liền thật sự vô cùng thừa nhận. Cái này bánh ngọt chính là nàng định, bao nhiêu thốn, nàng tự nhiên biết rõ. Nàng là chướng mắt hoa thiếu, thế nhưng những quan hệ này cũng là không thể mất đi, hắn mượn mặt mũi của nàng mời đồng học tới đây đỉnh thịnh ăn cơm, nàng tự hồi hắn một cái ca ca định chế, tiền là mất tiền một tí, Thế nhưng tâm ý đến, hơn nữa, cũng là cho chính mình trưởng mặt mũi. Hơn nữa, sẽ có trùng hợp như vậy. Hôm nay cũng không phải nàng sinh nhật, nàng hội chuẩn bị cái này bánh ngọt. Coi như là nàng có thể chuẩn bị, nàng có tiền ư? Nàng lúc trước liền điều tra ba ba cho nàng tiền tiêu vặt, nàng mua không nổi cái này bánh ngọt, cho dù có thể mua, nàng cũng đính không đến. Cho dù nàng có tiền, là dễ dàng như vậy đặt. Nàng cũng không tin tưởng sẽ có người như vậy thảo hảo nàng nàng lúc trước là nghe một tử ngưng đã từng nói qua một tim tim mang về ca ca tiểu bánh ngọt về nhà sự tình thế nhưng đó là tiểu hơn nữa không có khả năng trùng hợp như vậy người khác lại tiễn đưa nàng một cái đại a à. hơn nữa nàng gọi điện thoại đi lúc đều là cuối cùng một cái lúc trước toàn bộ bán sạch cho nên cái này bánh ngọt chính là nàng đặt trước làm cho người đưa tới cái kia một cái nàng vừa rồi sở dĩ hỏi lại là muốn lại xác định, nàng chính là tại cửa lớn cầm. Ta biết rồi, một tư, cái này bánh ngọt chính là ngươi hôm nay cho hoa thiếu đặt cái kia. Một bên hai gã nữ sinh lập tức kích động. Ca ca. Trời à, một tư, ngươi vậy mà đặt ca ca. Ta còn tưởng rằng. Ai nha, nữ thần ra tay, đương nhiên là tốt nhất. Một gã khác nữ đồng học lập tức cầu vòng cái rắm trên đỉnh một tư đối với hai gã đồng học vài phần cười khổ, sau đó đối với một tim tim vẫn như cũ ôn nhu ngữ khí, tim tim, ngươi đem bánh ngọt cho ta đi, muốn không, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi vào ăn cơm, muốn không, ta cho ngươi gọi xe, tiễn đưa ngươi trở về. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Tiểu tiên nữ ngươi muốn đứng hay nằm? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com một tim tim con ngươi hơi hơi nhấc lên, ngẩng đầu, nhìn xem một tư, rất là nhu hòa, tiễn đưa ta trở về. Đúng vậy a, à, một tư ôm nhu được tựa như một cái nữ thần. Trên mặt đang cười, trong nội tâm lại cũng sớm đã xem thường đã chết. Đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay trong nội tâm khi đó khởi lúc phục không khỏe cảm giác cũng không có. Một tư bên cạnh một người nữ sinh, nhếch môi, còn muốn đến lúc trước trên internet về một tư vị này muội muội cùng nàng tam muội không hợp, bức nàng tự sát ngôn luận, tuy nhiên rút lui nhanh hơn, nhưng vẫn là nhiều ít chứng kiến. Nhìn lại một tim tim cái này một thân đen thui màu đen đại rộng thùng thình áo lông. Lập tức liền chỉnh ra một cái bị ngoặt 15 năm, chưa thấy qua đại tình cảnh, trong nội tâm âm u, muốn chiếm tiểu tiện nghi nhân thiết. Vì vậy, trước mặt một tim tim cái kia trương tinh xảo mặt cũng bị các nàng lập tức khóa thành một trương hồ ly mặt tiểu thôn cô chính là a cầm người ta đồ vật này cũng muốn đánh trước thanh chiêu hô a đây là tối thiểu nhất giáo dục một bên một cái khác nữ đồng học cũng chen vào nói nhìn xem một tim tim ánh mắt có chút xem thường một tim tim cái cầm dương dưới xem như triệt để xem đã minh bạch yên tĩnh đá đá dưới chân mềm mại tấm thảm nhẹ a một tiếng nàng ngũ quan tinh xảo, không phải cái loại này sâu lông mày mắt to, là cực kỳ xuất chúng thuần túy trắng nõn, nụ cười này, chỉ bằng thêm một phần không cách nào nói rõ tiên khí. Một tim tim chẳng muốn mở miệng trực tiếp lại càng qua một tư phải đi. Một tư hoàn toàn không nghĩ tới, một tim tim kiêu ngạo như vậy, có thể nàng cũng không vội, nàng bên cạnh đồng học đã tiến lên trực tiếp ngăn cản một tim tim. Một người còn đang nắm cổ tay của nàng, này, ngươi như thế nào như vậy a à, cái này bánh ngọt là một tư định ngươi không thể lấy đi hay là nói ngươi ghen ghét tỷ tỷ ngươi cho nên cố ý làm như vậy nếu như không phải chúng ta chứng kiến cái kia lấy không được bánh ngọt một tư chẳng phải mất thể diện ư ghen ghét một tim tim hơi hơi nghiêng thân ánh mắt rơi vào cái kia cầm lấy cổ tay nàng trên tay nữ sinh kia lập tức cảm thấy như là bị cái gì nóng dưới tựa như lập tức rút khai mở tay lại rất là lòng đầy căm phẫn chọn lông mày ngươi cái này tâm rất xấu rồi a à, cái kia các ngươi muốn thế nào nếu như đi không nổi một tim tim dứt khoát ngừng lại thanh tịnh ánh mắt không chút hoang mang nhìn xem một lần mấy người tim tim cái này bánh ngọt là ta cho đồng học đặt hắn hôm nay sinh nhật cho nên ôi chao nha một tư nữ thần ngươi thật sự là đối với nàng quá khách khí nghe một tư cái này ôm nhu âm điệu một bên nữ sinh lập tức ý muốn bảo hộ trên thân tiến lên đối với một tim tim liền khách khí đem bánh ngọt buông là tốt rồi xem tại ngươi là một tư muội muội phân thượng chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy còn có về sau không cho phép khó xử một tư một gã khác nữ sinh cũng xen vào khó xử một tim tim ngước mắt quét mắt một vòng một tư gật đầu trình diễn được rất tốt giọng nói của nàng rất nhẹ người vật vô hại lại cực kỳ châm chọc. Một tư ngón tay khẩn dưới, lại lập tức bình tĩnh trở lại, nàng chiếm thượng phong, sợ cái gì? Bất quá, cái này bánh ngọt, ta sẽ không thả. Một tim tim dương lên trong tay bánh ngọt, hai đầu lông mày còn nhẹ nhẹ có cười, bởi vì, cái này, đã đủ rồi. Một tư rốt cục cảm thấy nàng cần cường thế ra mặt, khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, tim tim, biết sai liền sửa, thiện mặt đại yên, ta đã nói rồi, Ngươi nếu như muốn ăn, ta cho ngươi thêm đính, hay hoặc là, ngươi đi theo ta cùng đi nhã giang, ta lại để cho phục vụ viên cho ngươi thêm một vị trí, không phải việc khó gì. Có thể ngươi vì sao còn như thế không nói đạo lý, không nên đem đồ của người khác chiếm thành của mình đâu. Nói xong lời cuối cùng một gã câu lúc, một tư cắn được được chút. À, vậy sao ngươi khẳng định cái này bánh ngọc liền nhất định là ngươi? Một tim tim nhẹ nhàng hỏi lại không mang theo một tia lăng lệ ác liệt nhưng đều là chất vấn ngữ khí một tư hít thở sâu một hơi khí nhắc nhở tim tim cái này bánh ngọt có bao nhiêu khó đính khả năng ngươi không biết chính là một bên nữ sinh như có vinh quang tiếp lời khó đính ư một tim tim đưa tay nhéo lỗ tai coi như cũng được a à, dù sao là có người đuổi theo cướp hỏi không nên đưa đến trong tay nàng coi như cũng được ha ha một bên nữ sinh liếc mắt nhìn một tư cũng không có lời nói lắc đầu nữ thần thật sự là làm khó ngươi rồi cùng với một người như vậy ở tại dưới mái hiên quá không biết xấu hổ làm sao vậy các ngươi còn không có bắt được bánh ngọt ư lúc này cách đó không xa một tư đồng học hoa thiếu rời đi đến ánh mắt trực tiếp tìm kiếm được một tư hơi nghiêng thân chứng kiến một tim tim lúc đáy mắt rõ ràng một tia kinh diễm khởi một tư bắt được ánh mắt hơi hơi lạnh, ngữ khí lập tức có vài phần nhưng ưu thương ý tứ hàm xúc, a, à, không có việc gì, chính là bánh ngọt. Ôi chào nha, hoa thiếu, ngươi nên cho một tư làm chủ, đây là một tư muội muội, vậy mà muốn đem một tư đặt bánh ngọt bánh ngọt lấy đi, làm cho nàng mất mặt, cái này may mắn là chúng ta vừa vặn gặp được, không phải thế liền. Lập tức có nữ sinh trợ công. Một tư khẽ thở dài, liễm con mắt, thật hài lòng, hai người kia thật sự là như hổ thêm cánh. Nghe thế tốt lời nói, hoa thiếu nhìn xem hướng một tim tim ánh mắt lập tức liền lạnh, ngươi dám khi dễ một tư. Hắn ưa thích một tư, vậy đối với nhà hắn tình huống, cũng ít nhiều biết rõ đấy. Nàng biết rõ nhà nàng có một cái bị ngoặt 15 năm muội muội bị lĩnh hội đã đến cũng không phải việc khó gì. Nhất trung linh phân hiệu hoa đi, không có kỳ biểu, bên trong vỏ trống rỗng. Đệ đệ của hắn đã ở nhất trung, còn nghe hắn nói qua vì khiến cho giáo thảo chú ý còn gọi hiu giáo thảo kia mà ta không cùng nữ sinh so đo ngươi buông bánh ngọt lại cùng một tư xin lỗi hoa thiếu lạnh giọng lạnh điều tự cho là thân sĩ cực hạn một tim tim sóng mắt hơi lay nhẹ những người này thật đúng là hiếm thấy cái này bánh ngọt là của ta cứ như vậy một tim tim lắc đầu rất cố mà làm nói câu quay người phải đi hoa thiếu không nghĩ tới nữ sinh này vô sĩ như vậy không xin lỗi còn giả vờ giả vịt một bước tiến lên phải đi kéo một tim tim cánh tay ngươi người không có kéo đến ngang trời một cỗ lực đột nhiên đánh tới hoa thiếu bị đau thu tay lại chỉ cảm thấy quanh thân đều là tê rần ngẩng đầu nhìn xuất thủ nam nhân lập tức có chút bị nhiếp đến phong nhã nam nhân mang theo nhàn nhạc thành thục mị lực một trương hoa đào con mắt vui vẻ châm chọc theo dõi hắn muốn chết sao một tư nhận thức hắn là hắn cùng cái kia ưu nhã nam nhân tại cùng nhau ánh mắt không để lại dấu vết hướng lộ viễn sau lưng xem cũng không có đã gặp nàng muốn nhìn đến người mấp máy môi lập tức nhìn hoa thiếu quan tâm hỏi ngươi không sao chứ a không có việc gì có thể bị nữ thần quan tâm hoa thiếu lập tức cảm thấy bị đánh cũng đáng được tiểu tiên nữ ngươi muốn đứng hay là nằm lộ viễn long mi dương lên, cũng mặc kệ cái gì tỷ thiếu, hắn chỉ biết là, những người này tại vì khó tiểu tiên nữ, cho nên hỏi được cũng là tương đối trực tiếp. Một tim tim nhìn hắn liếc, trong nội tâm lập tức thổi qua một cái ý nghĩ, may mắn trà sữa tiên sinh không có đi ra. Không cần. Một tim tim xoa lông mày, nghĩ nghĩ, tiến lên một bước. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 89 Đùa lửa cuối cùng tự thiêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trực tiếp nhìn xem một tư, ngươi nói cái này bánh ngọt là ngươi, vậy ngươi biết rõ cái này bánh ngọt trưởng cái dạng gì a à, ừ, đương nhiên. Không thể không nói một tư cái này phân tâm tính là tương đối bổng, lúc này còn có thể bảo trì nhất lưu hành động trên thân, đem một đám phát áp đến sau tai, cực thông dong hướng lộ viễn liếc mắt nhìn, tiến lên một bước, vị tiên sinh này, đừng nói nhảm, nghe tiểu tiên nữ. lộ viễn một điểm mặt mà không để cho, trực tiếp hai tay chọc vào túi đứng ở một tim tim sau lưng. dù sao, lộ viễn gần nhất đang tự hỏi một vấn đề, nếu quả thật đánh nhau, hắn là không phải có thể đánh qua được tiểu tiên nữ. hơn nữa, tam thiếu có giao cho, không thể trở ngại nhà hắn tiểu nha đầu động thủ động cước. hắn vừa rồi đi ra lúc, bị cái này ba tân ái thiếu chút nữa vọt đến eo một tư bị trực tiếp như vậy đổi dưới, sắc mặt đỏ hồng, móng tay đều muốn chặt đứt, lại thần sắc không thay đổi. Không có việc gì, một tư, ngươi nói, ta giúp ngươi làm chủ. Hoa thiếu tức thời khởi động nam nhân mặt mũi, tuy nhiên, rõ ràng nhìn qua không tốt lắm. Dù sao, tay của hắn ngón cái bây giờ còn là ma, đối diện người nam nhân này, khí lực thật lớn. Nhưng, nơi này là đỉnh thịnh, không ai dám tại đỉnh thịnh nháo sự vậy ngươi mở ra nhìn xem, có phải hay không ngươi? Một tim tim mặt mày rất nhạt, ngữ khí không biến, có thể rõ ràng quanh thân liền đột nhiên thêm một tầng lãnh ý. Một tư đương nhiên sẽ không tiến lên, nàng bên cạnh hai nữ sinh cũng cuối cùng từ lộ viễn nhan giá trị trong phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên, đúng vậy, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Một tim tim cũng thực đỉnh đại phương, đem bánh ngọt đi phía trước nhất lần lượt một bên lộ viễn vốn muốn nhắc nhở tiểu tiên nữ, trước phải lại để cho một tư hình dung nàng một chút đặt bánh ngọt cái dạng gì, đừng vạn nhất nàng chơi xấu. Có thể nhìn tiểu tiên nữ rất lạnh nhạt mặt mày, lộ viễn như là ca ca giống như ôn minh noãn tiếu dung, không có bày tỏ thái độ rồi. Tiểu tiên nữ quá thiện lương, hắn không muốn đi đã kích. Hơn nữa, cũng không có việc gì, thật sự không được, nguyên một đám toàn bộ ném ra bên ngoài, không phải việc khó mà hắn lộ công tử cho tới bây giờ chính là một cái phân rõ phải trái mà người. Mà hai nữ sinh động tác rất nhanh sẽ đem bánh ngọt cho mở ra. Một cổ nồng đậm trong veo mê người hương vị tràn ngập ra đến. Chẳng qua là. Hai nữ sinh ngươi nhìn ta, ta xem một chút xem, sau đó, quay đầu lại nhìn xem một tư, ngữ khí rất trách, một tư, cái này bánh ngọt. Các nàng tuy nhiên không có đặt đã đên ca bánh ngọt, thế nhưng cũng đã từng gặp. Kaka có cái gì sản phẩm mới đều sớm công bố, sẽ ở website game lên tuyên bố nói rõ. Nhưng là, cái này khẩu vị, hình dáng này thức. Các nàng thật sự, chưa từng có bái kiến. Nhìn qua giống như là năm loại bất đồng thưởng thức cực kỳ nghệ thuật hỗn hợp đến cùng một chỗ, không nói hương vị, tại đây nhan giá trị, cũng liền mắt người con ngươi thỏa mãn. Cho nên, hay là nói, là một tư quan hệ tốt như vậy, lại để cho ca ca một mình cho nàng độc nhất vô nhị định chế. Một tư cũng hiểu được không hợp lắm, tiến lên một bước. Nhìn xem cái kia đặc chế nàng thấy cũng không bái kiến ngang giá trị tốc độ siêu cao bánh ngọt, lập tức có chút mộng, hô hấp cũng phát khẩn. Đây không phải nàng đặt bánh ngọt, nàng rất rõ ràng. Cho nên, nhìn rõ ràng. Một tim tim nhìn xem một tư biểu lộ, dơ lên môi, nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, lại nhìn xem một tư, là ngươi bánh ngọt ư, làm sao sẽ, ca ca mấy ngày nay căn bản không có xuất tân phẩm. Một tư thì thào có tiếng, không thể đưa tính thần sắc bày ở trên mặt. Có phải hay không sản phẩm mới, cũng không phải là chuyện của ngươi mà. Lộ viễn thẳng kéo lên trước, duỗi tay ra kéo một phát, đem bánh ngọt hộp khép lại, cái cầm một điểm, nhìn xem một tư, ôi chao, cái kia, rất liên hoa khí chất nữ sinh, làm sai, có phải hay không nên có chỗ tỏ vẻ một tư sắc mặt nhất bạch. Ta nói, đây là có nhìn nhiều không dậy nổi người, mới có thể như thế không duyên không cớ, nhìn xem trái trứng bánh ngọt liền cho rằng nhất định là nàng. Hay là nói, người đông thế mạnh. Lộ viễn đổi khởi người đến, cũng không chút nào hàm hồ, thổi thổi đầu ngón tay, ánh mắt rất tại áp lực rơi vào một tư trên người. Lại để cho một tư muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đều không được. Hoa thiếu nhìn về phía một tư ánh mắt cũng có chút kỳ quái, một bên hai nữ sinh càng là, cả buổi không có nhảy ra một chữ đến. Bởi vì, các nàng là nghe xong một tư lời nói, mới khẳng định như vậy cho rằng một tim tim trên tay bánh ngọc nhất định chính là một tư đặt cái kia, cho nên. Một tư bị nhìn thấy vài phần không được tự nhiên, muốn giải thích cái gì, lại có chút vô lực, chỉ cảm thấy, nàng chưa từng có mất mặt như vậy qua. Còn đối với mặt, một tim tim không màng danh lợi bộ dạng càng giống im ắng trào phúng mà lúc này một tư điện thoại vang lên nàng có chút bối rối tiếp khởi sau đó bờ môi cũng trợn nhìn một tư làm sao vậy hoa thiếu rốt cuộc là quan tâm hỏi một câu một tư lúc này rốt cuộc trấn định lại có chút không quá thoải mái cười nhìn xem hắn ngữ khí rất bất đắc dĩ rất bỉ khuất làm sao bây giờ ta thật sự đã hiểu lầm ta không phải cố ý, một tư nói đến đây, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, càng nổi bật lên một thân quần trắng nàng, giống như một đóa dịu dàng chiều chuộng hoa. mới vừa rồi là tiễn đưa bánh ngọt gọi điện thoại đến, nói hắn tiễn đưa đã chậm một ít. một tư thật khó khăn qua, vừa nhìn về phía một bên hai gã nữ sinh, thật sự là không có ý tứ, các ngươi đi lấy một chút đi. a, à, tốt. Hai gã nữ sinh nhìn xem một tư như vậy một bức khổ sở ấy nấy bộ dạng, nghĩ đến các nàng mới vừa rồi là thật sự suy nghĩ nhiều, cái này có hiểu lầm cũng không có gì đi, lại cùng hoa thiếu nói một tiếng, lập tức đi ra ngoài cầm bánh kết. Tim tim, thật sự là thực xin lỗi a à, là ta lầm. Một tư lúc này lại cực thấp tư thái hướng một tim tim xin lỗi. Một tim tim khóe môi nhất sái, không nói chuyện. Một câu thực xin lỗi coi như xong, nếu như không phải ta đã đến, các ngươi còn không biết đem tiểu tiên nữ khi dễ cái dạng gì đâu. lộ viễn ông lấy môi cười đến lạnh, dù sao chính là sẽ không từ bỏ ý đồ. vị tiên sinh này ta. một tư lập tức một bức chấn kinh bộ dạng, thân thể rụt dưới, không để lại dấu vết hướng hoa thiếu nhíp lại gần. hoa thiếu đuổi một tư đã bao lâu a, à, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy gần qua nữ thần, lập tức tâm cũng mềm hóa, nhìn đối phương chầm chầm vào một tim tim, là một tư đã hiểu lầm, thế nhưng nàng cũng hướng ngươi nói xin lỗi, các ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Bề ngoài giống như, nàng từ đầu tới đuôi không có khó xử qua ai a. À. Một tim tim nhẹ xoa mi tâm, ngoan tịnh trên mặt rất im lặng, nếu như ta đánh ngươi một cái tác, cho ngươi thêm xin lỗi, cũng được a à, ngươi. Hoa thiếu nhất nhẹn. Một tư tư thái càng thêm ủy khuất nội dây dứt, tim tim, thật sự, thật sự thực xin lỗi. Một tim tim nhíu mày, không có nói cái gì nữa, đối với lộ viễn nhẹ gật đầu, hai người quay người, một trước một sau hướng phía trước đi đến. Một tư lập tức nhanh đuổi theo vài bước, hầu như có chút khẩn cầu ý tứ hàm xúc, tim tim, ngươi đi đâu vậy? Ngươi đừng sinh khí, ngươi muốn cái gì cùng ta nói, ngàn vạn không muốn ủy khuất chính mình. Một tư thanh âm không tính lớn, thế nhưng bên này cầm bánh ngọt vào hai nữ sinh cũng nghe được không muốn ủy khuất chính mình có ý tứ gì nghĩ mãi mà không rõ lại thấy được một tư cố hết sức cầu tốt tư thái có thể ngay cả như vậy một tim tim cũng không có tỏ vẻ hòa hảo bộ dạng một tim tim cảm thấy có chút bực bội rồi đầu để sát vào một ít rất bình tĩnh nhìn một tư thanh âm thấp đủ cho chỉ có nàng có thể nghe được một tư không muốn đùa bẩn nhân tâm cuối cùng hội chơi với lửa có ngày chết cháy nàng nói được nhẹ, có thể chữ chữ như Thái Sơn áp đỉnh giống như gọi một tư trong nháy mắt có chút không thở nổi, cảm giác kia giống như là chính mình hội mất đi cái gì tựa như. Lại hoàng hồn lúc, một tim tim đã cùng lộ viễn đi xa, nàng xem cả buổi, cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu cái phòng, bởi vì, càng đi về phía trước, giống như chính là đỉnh thịnh nhà hàng đỉnh cấp phòng. Nàng cũng là trong lúc vô tình nghe nói. Thế nhưng, một tim tim không có khả năng đi đến cái kia đỉnh cấp phòng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Tam Thiếu nói cùng người chia sẻ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một tư, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý nhìn xem một tư liễm xinh đẹp mắt khổ sở thần sắc. Hai nữ sinh đã đi tới, vừa rồi trong nội tâm những cái kia nghi hoặc một chút cũng không có, ngược lại rất là một tư bên vực kẻ yếu, ngươi cũng thành tâm cùng nàng nói xin lỗi, là chính nàng không chấp nhận. Nói không chừng, nếu như không phải hoa thiếu tại, còn muốn khuyết đại suy đoán đâu. Một tư thấy thành công lại để cho ba người này tiêu tan nghi, trong nội tâm cũng hô khẩu khí, rất buồn bực lại vừa đúng, có thể, nàng tại sao có thể có tiền đính cái kia bánh ngọt a à, ta là, lo lắng nàng. Có phải hay không là giả, vì sung cái gì mặt mũi, ta vừa rồi xem nàng bên cạnh người nam nhân kia một thân hàng hiệu nha. Đúng vậy, cũng có khả năng, một tư, ngươi đừng bị em gái ngươi lừa. Vừa rồi, người nam nhân kia. Hoa thiếu có chút lơ đãng nói ra dưới, nhà hắn tại Dung Thành cũng là xài được, hắn đi theo nhà mình ba ba cũng mưa dầm thấm đất. Vừa rồi người nam nhân kia nhìn xem, không giống như là cái người bình thường. Vừa nghĩ tới một tim tim biết nam nhân, một tư liền trong nội tâm rất là khó chịu, lập tức rất bất đắc dĩ, lại mô phỏng cái nào cũng được, em gái ta, khả năng. Nhận thức một ít gì người A, một ít không đứng đắn người A. Tiểu tiên nữ, lần sau gặp được loại sự tình này, không phải sợ, trực tiếp đánh, đánh được bọn hắn đem tam tự kinh đọc lầu lầu là được rồi. Lộ viễn hay là lòng có tức giận. Hắn mới vừa rồi là cẩn một cái trưởng thành nam nhân nên có giáo dục mới nhịn xuống không có động thủ những người kia thuần túy chính là cảm thấy tim tim dễ khi dễ a. À. Còn có cái kia hai nữ sinh xem một tim tim lúc cái kia ánh mắt kinh thị, thật muốn đem các nàng trong mắt móc ra. Tiểu tiên nữ bị ngoặt 15 năm, đã đủ khổ, dựa vào cái gì còn muốn chịu khi dễ của các nàng. Dựa vào cái gì nàng không thể đính đên ca bánh ngọt. Dựa vào cái gì nàng lại không thể có thứ tốt. Lộ viễn nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng giận không khí, thẳng đến tiến vào phòng, vẫn đang vẽ mặt sương khí. Từ dịp tu mặt ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cũng lạnh chút. Lộ viễn cũng không giấu lời nói, đem vừa rồi gặp phải sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói. Một tim tim muốn nói, không có việc gì. Hai chữ cũng không kịp mở miệng, lộ viễn đã nói được không sai biệt lắm, chỉ có thể chầm chầm vào trước mặt bánh ngọt xem. Rất khó khăn. Không thích. Dịp tu mặt nghe xong lộ viễn lời nói, nhìn xem một tim tim hỏi một tim tim lắc đầu, coi như cũng được, tự là có điểm đại. Như vậy đại, nên nhiều cùng người khác chia sẻ. Diệp tu mặt cười đến ôn nhuận, một tim tim sững sờ. Lộ viễn nhưng trong nháy mắt lĩnh hội, lập tức đối với ngoài cửa vẫy tay. Cái kia gọi vinh tỷ nhân viên phục vụ nữ rất nhanh đầu nặng tiêu sái đi qua. Vừa rồi sự tình, nàng cũng nhìn thấy, chẳng qua là, nàng biết rõ, chỉ cần gian phòng này trong rạp khách nhân không phân phó, nàng không thể tự tiện hành động nhưng nàng vẫn là đem sự tình vừa rồi bẩm báo cho phía trên tiên sinh có cái gì cần đem cái này bánh ngọt lộ viễn một ngón tay một tim tim trước mặt bánh ngọt liễm sắc bén cười đến rất nghiền ngẫm hiểu rõ cho lúc trước này cái bao thời gian người đưa qua nhớ kỹ muốn trận chiến đại đại nhìn bọn họ ăn nhân viên phục vụ nữ sửng sốt dưới rồi sau đó mỉm cười gật đầu nhưng liền từ một tim tim trước mặt cầm qua bánh ngọt, lui ra. Một tim tim con mắt quang lóe lóe, cũng không nói cái gì, uống chén nước, tiếp tục bình tĩnh dùng bữa. Dù sao, mới như vậy trong chốc lát, nàng trong chén nhiều hơn rất nhiều nàng thích ăn. Còn độ ấm vừa vặn. Còn đối với mặt, dịp tu mặt càng giống không có việc gì người tự như, thấy một tim tim bôi tử không, lại cho nàng rót nước. Bên này, một tư cùng mấy cái đồng học tiến vào phòng rau đã toàn bộ dân đủ, nên đón các nàng chính là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ cùng các loại làm cho trong lòng người sản khoái cầu vòng cái rắm. Chứng kiến hoa thiếu trong tay dẫn theo ca ca bánh ngọc lúc, cả đám càng là cao hứng không thôi. Dù sao, cái này thế nhưng bánh ngọt trong hoàng kim vip, bọn hắn biết rõ đấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Mấy cái phục vụ viên tiến đến, không nói hai lời, sẽ đem vừa rồi lên rau toàn bộ rút lui làm sao vậy? Hoa thiếu vẻ mặt mộng. A, à, không có ý tứ. Gọi Vinh tỷ phục vụ viên đã đi tới, vẫn như củ mặt mỉm cười, đồng thời trong tay mang theo một cái đại bánh ngọt. đúng là lúc trước một tim tim sách cái kia một cái. Vừa rồi cái khác phòng khách nhân nói, các ngươi thích ăn cái này, khiến cho ta đưa tới. Vinh tỷ lúc nói chuyện, một bên phục vụ viên rút lui hết rau sau đã đem cái bàn quét sạch sẽ một tư chầm chầm vào cái kia bánh ngọt, thẳng đến mở ra, cũng không kịp nói lên lời nói. Trời ạ, à, ta chưa từng bái kiến cái này khẩu vị a, à, không rõ chân tướng mấy cái nam sinh nữ sinh hưng phấn đứng dậy. Hoa thiếu sắc mặt không tốt lắm. Một tư ngón tay cũng bóp trợn nhìn. Thật sự, rất châm chọc. Ngươi không phải không phải nói cái này bánh ngọt là ngươi đặc ư, nặc, hào phóng chút, toàn bộ tặng cho ngươi ăn một bên hai nữ sinh biết rõ vừa rồi chuyện đã xảy ra càng là trên mặt cảm thấy khó xử không nói ra được biểu lộ dù sao bọn hắn vừa rồi vẫn còn nói khả năng cái này ca ca bánh ngọt là giả hàng đâu hôm nay như vậy vừa nhìn hết thảy khai mở còn có đồng học chật chật miệng bắt đầu ăn ở đâu là giả đó a à? một chút không giả hoa thiếu quả nhiên là hoa thiếu bằng hữu chân ngã cái này bánh ngọt ta thấy cũng không có bái kiến chính là chính là càng có đồng học tò mò tiến lên đi đem một tư đặt cái kia bánh ngọt mở ra hì hì không nghĩ tới hôm nay như vậy đại kinh hỷ một tư nữ thần ngươi cái này bánh ngọt nhất định nhiều hấp dẫn a à, một cái nam sinh đang khi nói chuyện đã mở ra một tư căn bản không kịp ngăn cản bánh ngọt đã mở ra bị mang lên bàn hình tròn chocolate hương vị các loại cao lớn lên mỹ nị dụ nhân. Cái này nếu là ở trước kia, tăng thêm cái này thước thốn, nhiều ít đưa tới một lớp cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thế nhưng, tại đây sáng ngời trong gian phòng, cùng một bên cạnh một tim tim cái kia bánh ngọt một đôi so. Thật sự là, không có đối với so thì có không có thương hại. Lộ ra như vậy đơn điệu tiểu chúng không lên được trên mặt bàn. Vẫn như củ cố tình đại nam sinh không nhìn ra khí này không khí không đúng, cười nhìn xem hoa thiếu không hề thành phủ hoa thiếu người này cái bao gian bằng hữu thật sự là tài đại khí thô a cái này bánh ngọt sau một tư nữ thần cái kia quý hơn a năm loại khẩu vị a nhạt ngọt nhạt ngọt một điểm không ngán ăn ngon thật chật 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 đúng vậy chúng ta hôm nay cũng hoa thiếu thơm lây hoa thiếu sắc mặt không tốt lắm mắt nhìn một bên một tư sau rốt cục nhìn về phía một bên phục vụ viên mang thức ăn lên nha bánh ngọt cũng ăn hết còn không thượng thái. Cái này sinh nhật trôi qua, thật sự là đủ trắng A, à, không có ý tứ. Này gọi Vinh tỷ phục vụ viên mặt mỉm cười tiến lên, vị tiên sinh này ăn xong cái này bánh ngọt, các ngươi phải ly khai, hơn nữa, về sau, đỉnh thịnh nhà hàng cũng đem hạn chế các ngươi tiến vào. Cái gì? Cái gì? Một tư đều là sững sờ, nhìn xem kia nữ phục vụ viên, sắc mặt khẽ biến cái gì gọi là hạn chế tiến vào không có ý tứ đây là phía trên an bài chúng ta cũng không rõ ràng lắm nửa giờ sau một tư một đoàn người bị đầy bụi đất đuổi đi ra hoa thiếu tức giận đến cầm quyền thế nhưng căn bản không dám lỗ mãn đây là đỉnh thịnh nhà hàng dung thành chi rất không ai dám nắc tội thật sự là không có ý tứ như vậy đi ta làm chủ chúng ta đi cái khác nhà hàng Mục Tư lập tức cho xuống đài giai. không đến mức tất cả mọi người không oanh mà tán. Hoa Thiếu không nói gì, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ở phía trước. Mục Tư đi ở cuối cùng, vẻ mặt cũng mặt trắng bệch trắng bệch. Nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy ném qua mặt. Quay đầu lại mắt nhìn đỉnh thịnh, nàng không tin tưởng một tim tim có như vậy đại năng lực, nhưng là bị người như vậy vô cớ đuổi ra đến, quả thực làm cho người ta không nghĩ ra mà một tim tim đâu nàng bị đuổi ra đến không có đề lời nói với người xa lạ tối nay còn có thể thêm càng mạnh hơn nữa cho nên không muốn keo kịp các ngươi dọc phiếu vé phiếu vé rồi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video